Hello quý vị. Happy Sunday. Wow. Oh my god, Lâm Trường Vĩ mới vừa được xong thôi đó quý vị, tại vì bận quá luôn. Ngoài tiệm ngày hôm nay là coi như là kín hết khách hàng luôn mà không kịp dọn dẹp, không kịp gì hết, coi như là đến giờ là bỏ chạy để mà chuẩn bị lên show cùng với quý vị. Cho nên là Lâm Trường Vĩ cũng cảm ơn quý vị, là vì quý vị phải đợi từ nãy giờ, cho nên là rất rất là cảm ơn và rất rất là xin lỗi quý vị nhiều lắm luôn. Và Happy Sunday, và mời quý Trần. Vâng, thì một ngày phải nói là đây là tuần thứ hai rồi quý vị hả, cho ngày Sunday, mà phải nói ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt của một cái chương trình ngày hôm nay. Wow, ngày hôm nay là chương trình đặc biệt, nghe cái Trần nói cho đặc biệt là bắt đầu hơi lo. Mà cái tuần này quý vị biết rồi, lo. Mới khai trương một cái tiệm mới cho nên rất là bận rộn. Nhất là ngày hôm qua, phải nói rất là cảm ơn quý vị đã ra tiệm ủng hộ. Phải nói thật sự là một cái ngày mệt nhưng mà rất là vui. Yes, rất là vui, tại vì khách hàng khắp nơi, giống như là khắp nơi trên cái thế giới tới đó quý vị. Lâm Trường Vĩ có những khách hàng ở bên Canada qua chơi, hay là đâu em quên mất rồi, như là Vancouver nè quý vị. Rồi Lâm Trường Vĩ có khách hàng ở tiểu bang Alaska, Houston, Washington DC, Virginia, nói chung là đếm không nhớ hết nổi. Rồi ở tại Cali thì có Vi ở dưới San Diego lên, rồi mấy anh chị ở tận dưới San Diego cũng lên. Rồi trên San Jose thì chạy xuống rất là đông, mà nhiều khi em hỏi chứ, ủa anh chị xuống đây có gia đình hả? Nó có, xuống để em thấy em khai trương tới chung vui với em, như là mình muốn họ thấy mình có những cái điều tốt đẹp và họ muốn đến để muốn cho mình biết là họ cùng đồng hành với mình. Đó, và rất rất là nhiều khách hàng ở trên YouTube nhắn tin cho Lâm Trường Vĩ, khách hàng ở ngoài Phước Lộc Thọ, không biết bao nhiêu là những cái lời chúc tốt đẹp mà mình chắc là ngồi phải em ước gì là mình, quý vị không quý vị người nào cũng gửi em cái nốt là cứ lâu lâu mà về già 5-70 năm nữa là khi mà lớn tuổi đó mình không biết làm cái gì, thì mình chỉ cầm những cái kỷ niệm đó, những cái blessing tiếng Việt mình là cái gì, là những cái điều mà tốt đẹp đó, để mình nhớ tới là cả một cái cuộc đời mình đã gặp quá nhiều những cái điều tốt đẹp. Cho nên là quý Trần cũng cảm nhận được điều đó từ quý vị ngày hôm qua, phải không? Dạ vâng. Quế Trần là cũng như là quý vị cũng ngủ không được quý vị. Quế Trần là không có lo bằng em, nhưng mà Quế Trần cũng không ngủ được, Quế Trần cũng lo lắng giùm, và Quế Trần còn tự nhiên còn đi chiên một khay khoai chiên nữa quý vị. Em đã dặn là không làm gì hết để ngồi để bình tĩnh mà cũng phải ráng làm, cho nên cảm ơn Quế Trần rất rất là nhiều luôn, và cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị cũng như là cứ đem đồ ăn ra rồi cho nó là không. Nói chung là ngày hôm qua đáng lẽ là mình phải có một cái gì đó, một số nhân viên phải ngồi đóng gói đồ ăn cho quý vị đem đi mới được, tại vì đồ ăn quá nhiều mà em không thể nào em làm điều đó được, bởi vì Lâm Trường Vĩ bận bán hàng với khách hàng, bận đếm tiền, đếm hộp xoàn, rồi không cách nào mà đóng gói đồ ăn để đem to go cho quý vị, bởi vì đồ ăn rất là nhiều và rất là ngon luôn quý vị. Cho nên là những quý vị nào ở xa thì quý vị cũng nhắn tin Lâm Trường Vĩ chứ, anh Vĩ ơi hôm nay anh nhớ lên YouTube anh nhớ kể lại cho em biết coi ở ngoài tiệm như thế nào, sao em không qua được, em bực quá, em giận quá, em ở xa quá em không đến được. Ai cũng vui hết, mà Lâm Trường Vĩ thì nói thật sự với quý vị là mình muốn hả, muốn livestream trực tiếp luôn quý vị, muốn livestream trực tiếp trên YouTube cho quý vị coi chương trình nó như thế nào. Nhưng mà mình cũng không có cái khả năng đó, và cũng quá là bận luôn, cho nên là cũng rất là giới hạn về mọi thứ. Nhưng mà một cái điều thì này, từ hôm qua đến giờ Lâm Trường Vĩ chỉ post lên một cái clip nhỏ trên ngoài tiệm trên YouTube thôi, mà Lâm Trường Vĩ đã có hơn cả mấy ngàn view, và bao nhiêu người gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến với Lâm Trường Vĩ, và Lâm Trường Vĩ rất là mang ơn tất cả quý vị, và rất là chân thành cảm ơn quý vị. Một cái điều mà Lâm Trường Vĩ thấy là ai cũng nói chứ là wow, sao tiệm nhìn đẹp quá, cái tiệm nhìn sang quá, rồi tiệm nhìn lộng lẫy quá, rồi cái gì cũng đẹp tuyệt vời quá. Nhưng mà quý vị có biết là một cái điều như thế nào không quý vị? Nó thật sự thì như thế này nè. Cái người manager ở trong cái mall của em làm việc đó quý vị, là trong Phước Lộc Thọ đó, chính cái người manager chủ mall
là cái người mà kiểm soát tất cả những cái tiệm trên phố Lộc Thọ về những cái công việc kinh doanh. Mà cái cô này là cô là người nước ngoài, cô làm cho người cho cái công ty của người Việt Nam mình tại phố Lộc Thọ, là từ ngày phố Lộc Thọ mở cửa tới giờ là năm 1980 mấy tới giờ, cô chẳng có biết là mấy chục năm không. Thì cô cũng đến chúc mừng Lâm Trừ Vĩ và cô nói chứ là đây là lần đầu tiên mà cô thấy một cái tiệm ở trên lầu, nghĩa là trong Phước Lộc Thọ nó có hai tầng, tầng 1 và tầng 2. Thì tầng 1 phía dưới nhà đó quý vị, những cái tiệm á, thì người ta có diện tích rất là to, tại vì người ta có cái không gian bự. Còn tiệm trên lầu thì họ chỉ chuyên tập trung vô là kim cương. Ở trên lầu chỉ toàn là bán kim cương, phần lớn là 90% là chỉ bán kim cương. Còn dưới nhà thì họ chia ra nhiều không gian khác nhau, quý vị, có tiệm bán đồ chơi, có tiệm bán áo quần, bán giày dép, mỹ phẩm, rồi xen kẽ là có 5-7 tiệm hột xoàn trên đó, cho nên những cái tiệm dưới nó có cái khoảng cách lớn hơn. Nhưng mà ở trên lầu thì cô nói là suốt mấy chục năm nay tiệm của Lâm Trừ Vĩ cô thấy là một cái tiệm mà bự nhất hiện tại bây giờ trên lầu, và cái tiệm có một cái sự trang trí cũng như là cái mà cái phong cách nó vô cùng sang trọng. Và cô đến cô chúc mừng mình, và mình cũng phải nói là rất là may mắn để mà có được cả một cái đội ngũ designer làm việc cho tiệm mình, và họ hiểu được cái phong cách của Lâm Trừ Vĩ. Quý vị biết là khi mình làm việc với ai, như cứ chẳng làm việc với Lâm Trừ Vĩ đúng không? Quý Trần đôi lúc em không cần nói nhiều, khi Quý Trần nhìn mặt em chứ Trần biết là trời đang wow đó, hay là nhìn mặt đó trời đang vui, thấy tiền nhiều quá, mặt vui quá, nó tự nhiên mình hiểu người ta. Mà cái đó đâu phải là tự nhiên một ngày một tháng, bao nhiêu chục năm mình mới hiểu nhau. Nhưng mà Lâm Trừ Vĩ may mắn là những người mà làm việc chung với em đó quý vị, những cái người designer này, mình chỉ gặp họ trong vòng đôi lúc trong cái mùa Covid này, mình những người designer tiệm em không có thể gặp mặt họ được luôn, Quý Trần có biết không? Chỉ qua cái phone call và qua cái conference là họ nói với tao muốn nhìn mặt mày, tại vì cái người designer tiệm tao nói là I want to see your face. Họ nhìn cái mặt em cái họ nói okay I know how you are, đó là tao biết bạn là như thế nào rồi, nghĩa là mình mới hỏi là bạn nghĩ tôi là người như thế nào, thì ông mới nói là bạn là một cái người thích mọi thứ trong cái sự vô cùng đơn giản. Cái mình nói ủa hay vậy, sao bạn biết vậy? Cái ông mới nói là tại vì trong cách nói chuyện của bạn, bạn là người vô cùng cần thiết những cái điều mà nó quan trọng, và những cái điều không quan trọng bạn không bao giờ muốn biết tới. Và em nói chính xác là như vậy, cho nên là tự nhiên họ nhìn được, họ hiểu được mình, và họ giúp cho em thiết kế ra được một cái không gian mà Lâm Trừ Vĩ cảm thấy nó rất là gần như những cái gì em mong muốn để đem đến cho tất cả những người khách hàng. Mà Quý Trần biết là sau tất cả những cái điều đó, cái lý do mà rất là nhiều người bước vô tiệm của Lâm Trừ Vĩ từ suốt bao nhiêu năm nay, từ khi mà Lâm Trừ Vĩ mở cái tiệm đầu tiên cho đến ngày hôm nay đó quý vị, là bao nhiêu năm nay tiệm của em nó rất là khiêm tốn về diện tích, quý vị, nó rất là nhỏ nhắn, rất là nhỏ. Và đó là cái sự lựa chọn của Lâm Trừ Vĩ. Ai đi đến tiệm của Lâm Trừ Vĩ họ cũng cảm thấy một cái năng lượng nó rất là may mắn, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Cái đó nó là quan trọng nhất quý vị. Quý vị có thể sống trong một căn nhà như là một cái lâu đài, nhưng mà quý vị có cảm giác được cái hạnh phúc trong căn nhà đó hay không? Bởi vì cái chốt yếu cuối cùng, chúng ta mua một căn nhà đẹp để chúng ta hưởng cái hạnh phúc, chứ không phải chúng ta đi lấy cái hạnh phúc để mua một căn nhà bự, nó ngược, đúng không? Cho nên là cái quan trọng ở đây là Lâm Trừ Vĩ muốn gửi đến quý vị cái năng lượng đó, và em cảm thấy là em đã thành công trong cái việc đó. Cái việc mà Lâm Trừ Vĩ truyền cái năng lượng trong cái cách em gặp gỡ những người khách hàng, bởi vì nó là cái phong cách chính của mình, và cái đó là cái tâm tư của mình và cái thực chất của mình. Khi Lâm Trừ Vĩ bán một món hàng cho người khách hàng đó quý vị, Lâm Trừ Vĩ không có nhìn cái lợi nhuận là cái điều chính yếu, mà Lâm Trừ Vĩ nghĩ là mình bán món hàng này mình có cái lợi nhuận là cái tiền lời của mình, nhưng cái lời này nó có xứng đáng để cho người khách bỏ ra trả cho mình hay không. Em phải đặt câu hỏi đó trước khi em bán cái món hàng đó, hay em giới thiệu cái sản phẩm đó cho người khách hàng. Và khi mình làm được cái điều đó đó quý vị, thì tự nhiên nó hiện ra trong cái phong cách của mình. Mình không có đóng kịch được, nó rất là khó để đóng kịch, đúng không Quý Trần? Cho nên là em nghĩ là rất là nhiều những người khách hàng họ mua sắm, thì em hay nói với họ là trước khi mua, mình tìm hiểu người chủ tiệm là ai, rồi mình coi thử coi họ có cái tên tuổi của họ ở chỗ nào, thì những cái yếu tố đó nó có thể kiểm chứng cho mình và bảo chứng cho mình được ít nhất là cũng 70%, đúng không? Cho nên là rất là cảm ơn tất cả quý vị đã giúp cho Lâm Trừ Vĩ có được cái điều đó. Và ngày hôm nay mình tiếp tục, mình dùng những cái bước mà gọi là cơ bản đó để mình làm thành một cái nền tảng rất là vững chắc trong cái ngành kim cương này. Và công ty chúng tôi thì chắc chắn với quý vị một điều, cho dù tiệm, cứ chẳng biết là mình
quý vị có giàu cỡ nào đi nữa thì thế giới này sẽ có người giàu hơn quý vị. Quý vị là người tốt cỡ nào đi nữa, quý vị là người hiền lương cỡ nào đi nữa thì thế giới này sẽ có những người tốt hơn cả quý vị. Thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ là người nhất nhất của nhất, nhưng chúng ta có thể nhất của chính bản thân chúng ta. Thì Lâm Trụ Vị có thể cảm thấy là hiện tại bây giờ mình là làm tất cả những cái gì nó với khả năng lớn nhất của mình. Và chắc chắn trong ngành kim cương, cho dù bất kỳ người nào, Lâm Trụ Vị cũng không bao giờ cảm thấy là mình thiếu cái sự tự tin trong cái sản phẩm của mình. Trong công ty chúng tôi, bất kỳ cái điều gì quý vị muốn mua, em chắc chắn quý vị chỉ có là tiền không có thôi, chứ cái gì quý vị muốn là em có thể đáp ứng cho quý vị. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy là Thượng Đế đã cho Lâm Trụ Vị rất là nhiều. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Và ngày hôm qua thì quý vị biết là đồ ăn á, thì Lâm Trụ Vị chỉ có một buổi tiệc nhẹ, tiệc ngọt thôi. Thì nhà hàng Broda làm cho Lâm Trụ Vị rất là nhiều những cái bánh ngon lắm quý vị ơi. Cái bánh này nè quý vị, phải nói là nó tuyệt vời. Cứ chẳng có ăn, cứ chẳng thấy không? Cái bánh này nè quý vị, nó làm, họ làm rất là hay, quý vị thấy không? R nó nè, nó không có dính vào tay mình đâu, nó là cái gì á, mosh gì á, họ nướng lên đó quý vị, mà rất là ngon. Rồi cái bánh này là cái bánh bánh này bánh gì quên mất rồi hả? Quý vị thấy họ làm ở trên đây quý vị, nó rất là chi tiết rồi, rồi giác vàng ở trên đây nữa. Và nhà hàng Broda là một thương hiệu, Lâm Trụ Vị thích thương hiệu bởi vì thương hiệu họ kiểm chứng cho mình được cái sự bảo đảm về chất lượng. Cho nên là em thích thương hiệu thì em muốn trở thành thương hiệu. Và ngày hôm nay quý vị là tại Cali, đi tới đâu mà nói tới ngành kim cương thì ai người ta cũng nhận ra cái khuôn mặt của em hơn. Khuôn mặt mình cũng dễ nhìn, chứ khuôn mặt mình khó nhìn là ta nhìn cái ta cũng không muốn nhìn nữa. Nhưng mà ít ra thì mình có xấu đẹp không cần biết, nhưng mà ít ra mình người ta cảm nhận được cái sự thân thiện và cái chân thành của mình. Và cái đó là cái mà Lâm Trụ Vị cảm thấy là mình may mắn mình có được. Cho nên cảm ơn tất cả quý vị. Rồi quà tặng hoa hương, một cô bé rất là dễ thương tặng cho Lâm Trụ Vị một cái chậu hoa mà trên đó có mấy cái bong bóng mà phải làm sao mà khắc được cái tên của tiệm ở trên đó luôn, trên cái bong bóng luôn, và lựa được cái màu vàng, nghĩa là đùng một tông hết. Rồi rất là nhiều quý vị, nghe là cả mấy chục cái chậu bông hoa, rồi rất là nhiều lắm luôn quý vị. Rồi ngày hôm nay phải nói là ngày hôm nay rất là vui, cũng gặp em bé này dễ thương luôn. Đâu cứ chần cầm dĩa nè quý vị. Em nói em này em lên em làm cho anh Vĩ với anh Quyết là mỗi người một cái gì nem, cái gì quên rồi, mắm chưng. Hôm qua chị nói là làm cho anh Quyết thôi chứ không làm cho anh Vĩ, thì nghĩ anh Vĩ không ăn mắm chưng. Cái anh Vĩ mới nói cho em làm cho anh đi, làm liền cho anh tối nay đi, chứ làm mấy hai cái chứ không mà đúng là có một cái thôi. Là vì mà cho nên quý vị thấy là cái này phải nói rất là công phu, nhưng mà mình nói đây là quý vị thấy là khách hàng là người ta bỏ công người ta làm, rồi chảy giò của hàng làm rất là nhiều, phải nói là nhiều lắm quý vị. Rồi đây là bánh trung thu mà làm mới luôn đó quý vị, làm ngon đủ hết. Thôi bây giờ mình ăn bánh trung thu trước đi, sẵn ở đây là bây giờ hôm nay ngày trung thu chưa hay là ngày gì quên rồi, ngày 21 cái trung thu, 21 cái trung thu, hôm nay là ngày gì, hôm nay chưa tới trung thu phải không? Rồi chưa tới. Nè, ở trên đây là bánh nè, nó gồm bánh đậu đủ xanh nè, sữa dừa nè, khoai môn nè, thập cẩm nè, mè đen nè, trà xanh. Rồi bây giờ cứ chần lấy một cái đi, cứ chần sữa dừa mà nãy em tưởng là trà sữa ồ đọc lộn phải không? Rồi bây giờ cứ chần đây nè, bánh này làm bằng tay luôn được phải không? Mới làm ra lò luôn. Cô bé này làm từ lúc 4 giờ để làm bánh này. Bây giờ cứ chần chọn đi, bánh thập cẩm phải không? Dạ. Rồi thập cẩm là cứ chần lấy cái chính giữa nè. Rồi cái hoa này là thập cẩm, rồi cứ chần cầm nó đi nha. Rồi em á thì là em thích cái mè đen lâu lắm rồi, em cũng mà mê cái mè đen, nhưng mà thôi em thì là người cơ bản và rất là dễ thương, rất là dễ chịu, cho em thích cái đậu xanh đó. Đậu xanh là cái của em rồi. Happy Sunday, happy grand opening, và chúc tất cả quý vị có được một cái ngày chủ nhật thật là vui cùng với Lâm Trụ Vị và cùng với quý chồng. Mà quý vị có ở đây thì chắc chắn là em sẽ mời quý vị ăn uống chia sẻ với quý vị. Nhưng mà thôi thì bây giờ quý vị cứ giống như là mình đang ngồi ăn chia sẻ, quý vị có cái gì đang ăn thì quý vị lấy lên quý vị ăn, quý vị có gì uống lấy ra uống cùng với em và quý chồng theo dõi chương trình 2 tiếng đồng hồ hôm nay nha. Đậu xanh quá ngon. Cái bột ngon xuất sắc luôn. Xuất sắc lắm quý vị. Bánh này là cái bột phải không? Đặc biệt giống như bên Việt Nam. Bánh này là Việt nè. Rồi bây giờ ở bên trong có thể giúp đỡ em dọn bàn giùm em được không? Đó, mình dọn bàn giùm để mà chúng ta vô chương trình nha. Đây, cứ cần để vào bàn bên kia đây. Ngày hôm nay là chương trình là sẽ bắt đầu vô chương trình nha. Chương trình mặt dây chuyền này của anh hả? Ok, tí nữa anh Vĩ sẽ giới thiệu mặt dây chuyền này của anh Vĩ cho em coi luôn nha. Đây, chú Vĩ cho em một vài giây để em đợi bạn Quyết Trần dọn dẹp chút xíu, xong rồi chúng ta hãy vô chương trình nha.
Wow. Ngày hôm nay là quý vị. Quý vị nào muốn mua hộp xoàn GA thì Lâm chuẩn bị sẽ on sale ngày hôm nay. Đây nè, nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Thì bây giờ ăn xong rồi giờ uống miếng nước được không? Yeah. Có ly nước của mình không? Ly nước okay. Có Trần đâu? Thôi cho em uống cái này đi ha. Cho Trần uống đi không đi. Có, okay. Đâu, đây uống luôn, chia với quý vị luôn nè. Đó. À, thời tiết Cali ngày hôm nay nóng lắm quý vị ơi. Lâm chuẩn bị đang nhìn qua cửa sổ thì ánh nắng rồi nó còn sáng lắm nha. Rồi mình ăn xong rồi giờ mình phải uống chứ phải chia nha quý vị, chia. Ok, em uống nước này ha. Em có ly này, chai này của em. Chai này là Perrier. Ở ngoài tiệm mình cũng để cái chai này ngoài tiệm mà ngay nguyên một thùng GIA. Cái khách hàng ra nói ví cho cô chai GIA. Phải nói chai GIA hả cô? Hộp xoàn thôi con đâu biết có nước GIA cho GIA. Anh người là Perrier mà cô nhìn bên cạnh kêu GIA cô đọc cho chai nước GIA luôn, quốc luôn. Xong rồi ngày hôm nay quý vị là ngày hôm nay là rất là đặc biệt là bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên trong chương trình livestream ngày Chủ nhật Lâm chuẩn bị premiere đến quý vị những sản phẩm của chi nhánh mới này. Đó, cho nên là tất cả những sản phẩm này là lần đầu tiên ngày hôm nay chúng tôi premiere đến quý vị. Và Lâm chuẩn bị nghĩ là cái dòng sản phẩm collection này, luxury này sẽ đem đến cho quý vị một cái sự lựa chọn về trang sức cao cấp rất là tuyệt vời. Nhưng mà lại đem đến cho quý vị một cái giá rất là nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng đó nó mới quan trọng đó. Nó quan trọng. Nói nghe nè, cái chuyện cô bé mà tặng cho em bánh trung thu, cô tặng cho em hộp bánh trung thu xong rồi cái em không biết làm sao nữa, em cô muốn mua cái nhẫn rồi em đưa cái nhẫn hộp sòng Pink Diamond, em nói quốc đại luôn, làm giá luôn, bởi tặng hộp bánh trung thu mà coi bộ hơi bị vui, em hơi bị vui quá, em hứng lên cái em bán đại luôn. Coi như hộp bánh trung thu đó hơi mắc tiền đó nha. Tính ra vậy discount vài ngàn đô đó, coi hộp bánh trung thu đó là vài ngàn đô đó. Nói như vậy thôi chứ quý vị, Lâm Trừ Vĩ mà làm được cái gì cho khách hàng đó là niềm hạnh phúc của em chứ không phải là một sự thiệt thòi quý vị. Chưa bao giờ Lâm Trừ Vĩ discount cho quý vị mà em cảm thấy thiệt thòi. Em chỉ sợ là không đủ khả năng để mà discount cho quý vị. Discount nhiều quá mà công ty không đủ sở hữu thì công ty lỗ vốn thì không tiếp tục được nữa thôi. Chứ còn nếu mà làm được mà không bị lỗ vốn vẫn cứ làm vô tư luôn nha quý vị. Rồi thì bây giờ ngày hôm nay là chúng ta đến với dòng sản phẩm mới của công ty. Và Lâm Trừ Vĩ muốn nhắc lại quý vị là bây giờ nè tiệm. Ok, đây là số phone của Lâm Trừ Vĩ đây quý vị. Đây là thông tin của tiệm. Quý vị chụp lại màn hình nha quý vị. Đây là địa chỉ của tiệm là 9200 Bosa Avenue. Đó, tiệm nằm trong thương xá Phước Lộc Thọ nha quý vị. Đó, quý vị nào muốn đến với tiệm thì quý vị nhắn tin cho Lâm Trừ Vĩ. Số phone của Lâm Trừ Vĩ là 310-968-0577. Rồi quý vị đây một lần nữa nè, số phone này quý vị chụp lại màn hình, quý vị xê vào 310-968-0577. Đây là số phone khi quý vị coi bất kỳ món hàng nào quý vị muốn mua, quý vị nhắn tin cho Lâm Trừ Vĩ qua số phone này. Và quý vị nhớ cho em credit card payment cũng như là địa chỉ và tên người nhận hàng, rất là dễ dàng. Quý vị chụp lại màn hình, thí dụ như em để một món hàng nào lên, quý vị chụp lại màn hình, quý vị nhắn tin qua cho em là mình sẽ process cho quý vị. Bây giờ làm sao đây? Rồi. Vô chương trình phải không quý vị? Hôm qua Vĩ đang tìm hộp xoàn to mà rẻ. Chị này chỉ nói là đang tìm hộp xoàn to mà rẻ, không phải mình chị tìm. Em và chị đồng hành cùng với nhau. Em mỗi ngày em thức dậy lại muốn đi tìm hộp xoàn to và rẻ. Và chị cũng như em cùng một chuyến đò. Rồi, hiểu không? Cho nên là đừng lo. Chúng ta sẽ có được kết quả tốt đẹp bởi vì chúng ta hiểu nhau. Ok, bây giờ là mẫu thiết kế đầu tiên ngày hôm nay á quý vị. Lâm Trừ Vĩ muốn gửi đến quý vị thì nó rất là dễ thương. Rất là dễ thương quý vị. Quý vị nào biết cái bông hoa bốn cánh là hoa gì không quý vị? Đố quý vị hoa bốn cánh là hoa gì? Đây. Có Trần đoán được hoa bốn cánh không? Thông thường nó hoa bốn cánh. Quý vị biết hoa bốn cánh tên gì không quý vị? Thì em thì em chỉ biết có một loại hoa tên là hoa Louis Vuitton. Lâm Trừ Vĩ muốn gửi đến quý vị một mặt dây chuyền rất là độc đáo luôn quý vị. Đây, một viên đá màu tím. Và đặc biệt cái mẫu thiết kế này đó quý vị, thì Lâm Trừ Vĩ sẽ để cho cái này màu trắng cho quý vị nhìn được cái màu sắc. Cái sợi dây chuyền thì nó óng ánh đẹp lắm ha. Cái sợi dây chuyền này nè quý vị, đây. Quý vị nhìn hoa mai đó, Minh Nguyễn Official nói là hoa mai. Quý vị thấy đẹp không quý vị? Một viên đá
amethyst màu tím rực rỡ luôn. Rồi đây có Trần cầm giùm em, giới thiệu giùm em nha. Đây để cho quý vị thấy rõ cái màu tím đó, với một cái hoa bốn cánh để đưa một viên đá amethyst đó, màu tím nằm gần. Và đặc biệt quý vị, đặc biệt trong cái mẫu thiết kế này nè, quý vị nhìn phía sau nè, người ta làm rất là chi tiết luôn, quý vị thấy phía sau không? Đó, quý vị thấy phía sau họ bọc vàng hết là như vậy. Cho nên là công ty mới này của mình design những cái sản phẩm này nó rất là cao cấp quý vị. Và khi quý vị nhìn vô sợi dây, quý vị thấy sợi dây em quý vị nó rất là óng ánh luôn quý vị. Rất là óng ánh luôn. Và được nạm hột xoàn đi xung quanh đây. Và cái viên đá này đó quý vị, là tổng cái viên đá amethyst này là gần 2.5 carat đến 3 carat. Ngày hôm nay Lâm chủ ý gửi đến quý vị giá để cho quý vị cảm nhận được khi quý vị mua một món sản phẩm luxury nó đẹp đến như vậy, chi tiết xuất sắc và sắc sảo như vậy mà giá chỉ có $390 mà thôi, $390 thôi nha quý vị. Đó, và chỉ có một mặt dây chuyền này trong buổi chiều ngày hôm nay, và quý vị sẽ được tặng luôn sợi dây chuyền này $390 thôi nè. Quý vị thấy đẹp không? $390 thôi, rất là tuyệt vời nha quý vị. Đó, quá đẹp luôn ha. Rồi đây có Trần giới thiệu giùm ha. Dạ hello Vĩ nghe đây. Rồi chắc rồi. Dạ. Màu tím vậy, màu tím. Dạ, tím. Dạ. Rồi, nhắn cho em nha, gì thét cho em nha. Rồi rồi rồi. À, đó, quý vị nào lấy quý vị nhắn tin cho em liền nha quý vị. Đây Lâm Trụ Vĩ phone phone Lâm Trụ Vĩ nghẹt hết luôn. Đó, một lần nữa. Thấy đó, mặt dây chuyền rất là đẹp. Đó, rồi $390 cho mẫu thiết kế đó nha. Và tiếp tục sau đây Lâm Trụ muốn giới thiệu đến quý vị một mẫu mới này nữa luôn quý vị ơi. Mẫu mới này lại là một mẫu đây rất là lạ luôn. À, cái hộp dây chuyền ngày hôm nay là sẽ có dây chuyền mới nữa quý vị, dây chuyền mới vừa về luôn. Mẫu thiết kế này là quý vị đi vô trong Mikimoto đó quý vị, mà quý vị nhìn cái mẫu này là quý vị sẽ hết hồn khi quý vị thấy giá người ta bán. Đây là một mặt dây chuyền thiết kế nó có một cái gì đó, nó ảnh hưởng của những cái mẫu trang sức rất là nổi tiếng của Mikimoto. Và đây là một viên ngọc trai của Nhật nha quý vị. Quý vị thấy đẹp xuất sắc luôn nè quý vị. Wow. Mẫu thiết kế này Lâm Trụ Vĩ gửi đến quý vị giá là $600 mà thôi. Một mặt dây chuyền kim cương bọc hết xung quanh một cái viên ngọc trai màu trắng này nha quý vị. Đây có Trần giới thiệu giùm. Vì thấy là họ đi đúng một cái kích thước với một cái viên ngọc trai này, đi hết một cái vòng kim cương đó, để bọc cái viên ngọc trai màu trắng. Mình nhìn thấy đẹp không? $600 cho một cái mặt dây chuyền mà đi kim cương, quý vị thấy rồi, hình như khoảng đó là 1.8-2 ly đó, bọc hết xung quanh mặt dây chuyền này luôn đó, dễ thương không? Đó, rất là dễ thương, $600 cho mặt dây chuyền này đó. Nói lại giống như ngày hôm qua, quý vị thấy rồi, đồ ăn rất là nhiều. Mới tập 1, hôm nay tập 2 rồi. Hôm nay đồ ăn thì ngập hết luôn quý vị. Wow, đẹp không? Ơi, hôm qua đồ ăn là cho khách, hôm nay đồ ăn là cho mình ha. À, dạ rồi Vĩ nghe. Hello, dạ Vĩ nghe đây ạ. Dạ vâng. Dạ không, mình đóng cửa rồi ạ. Dạ rồi, cái gì Vĩ gọi lại liền nha, cho Vĩ vài phút Vĩ gọi lại. Rồi quý vị, cảm ơn quý vị nhiều lắm luôn. Đến cái mẫu gì nữa đây, bây giờ nè quý vị, Lâm Trụ Vĩ giới thiệu với quý vị một cái mẫu kế tiếp đây. Lâm Trụ Vĩ giới thiệu quý vị cái mẫu này. Đây là một chiếc nhẫn mà đi là 1, 2, 3, 4, 5 viên kim cương. Mà 5 viên hột xoàn này đều là màu vàng hết nha quý vị. 5 viên hột xoàn này đều là màu vàng natural yellow. Và mỗi viên hột xoàn này là khoảng 4 ly. Đó, 4 ly. Và đây. Wow, cái này em để qua đây cho quý vị nhìn nè quý vị ơi. Đây nè quý vị thấy cái nhẫn đẹp không quý vị? Đó, cái nhẫn 5 viên hột xoàn này là mỗi viên hột xoàn là 4 ly fancy yellow, hột xoàn màu vàng nha quý vị. Mà những viên hột xoàn này là màu cushion cut, nó đi là cái hột màu vàng mà nó đi cái giác cắt là hình chữ nhật đó. Rồi, có Trần giới thiệu cái này giùm em. Nhìn to lắm quý vị thấy không? Cái kích thước nó rất là to, để em đeo cho quý vị thấy rõ hơn. Tại cái trong cái đó cái màu đó nó khoai đó,
một cái kiểu họ làm giống như là một cái kiểu chiếc nhẫn band mà kiểu antique đó quý vị. Họ đi nào quý vị thấy không? Nó giống như một cái hình vuông vậy đó. Để cho quý vị nhìn rõ nha quý vị. Rồi, chiếc nhẫn này Lâm chuẩn bị 4 ly mà nó là cushion cut mà fancy yellow diamond được làm bằng vàng 14 và nó xen kẽ với những viên hột sàn tròn. Và chiếc nhẫn này Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị giá là 1.650 đô la mà thôi, 1.650 đồng. Cái kiểu này phải nói một cái kiểu đặc biệt á. Rồi nào? Thích một cái kiểu cushion cut á, ít khi mình có, hình như hầu như chưa bao giờ có. Dạ hello cô Bông, Viễn nghe. Chưa bao giờ có một cái kiểu dạ này. Dạ rồi cô, rồi con sẽ gọi lại cho cô liền nha. Rồi rồi, cảm ơn cô. Và đặc biệt lại là những viên kim cương yellow nữa, màu xa, màu vàng. Những viên kim cương màu vàng, có vẻ đẹp. Rồi, mặt ngọc trai nào cho em luôn. Rồi quý vị, vâng, cảm ơn quý vị nhiều lắm nha. Nãy giờ Lâm Trừ Vĩ chưa kịp lấy order cho quý vị. Quý vị nào lấy, quý vị gọi cho Lâm Trừ Vĩ, nhắn tin qua cho Lâm Trừ Vĩ nha. Họ cứ đi xen kẽ hai viên kim cương tròn với một viên kim cương 1.650 đồng mà chiếc nhẫn mà đi hột sòn vàng mà năm hột hầu như là mình ít khi mình thấy lắm nha quý vị. Mà đây cái giá cắt nữa, quý vị nhìn nữa. Quý vị thấy đẹp không đó, nó đi 5 viên như vậy nè quý vị, rất là sạch luôn, mà đi là cushion cut là những cái gối đó quý vị, cho cái hộp màu trắng này em để đây cho quý vị nhìn nè đó. Đó, cho quý vị chụp lại màn hình một lần nữa nha nha, quý vị chụp lại màn hình. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy đến món hàng kế tiếp luôn quý vị ơi. Kế tiếp sẽ là một cặp bông tai đi cùng với chiếc nhẫn đó luôn quý vị. Cái collection này nó rất là phong phú nha. Cặp bông tai này thiết kế rất là sang trọng luôn. Đây, có chần bỏ này lên giùm em luôn, trong lúc em con cái này cho quý vị nha. Ok, rồi đây em sẽ giới thiệu đến quý vị cặp bông tai này. Cặp bông tai này nó quá lộng lẫy luôn quý vị. Cặp bông tai này đi như hai cái đuôi con công nè, quý vị thấy đẹp không quý vị? Uyển chuyển mềm mại không quý vị? Rất là hay luôn. Cặp bông tai này là mẫu thiết kế mới của công ty chúng tôi nè. Quý vị thấy đeo nó dài không? Đẹp không? Đó, cặp bông tai này Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị giá là 1.850 đồng, 1.850 đồng. Nhưng mà thôi, để cho quý vị cặp bông tai này chỉ còn 1.750 đồng thôi. 1.750 đồng. Đây, có chuyện giới thiệu đây. Tổng cộng ở trên đây là mình có khoảng 3 carat kim cương bằng vàng 14. Mẫu thiết kế làm rất là lộng lẫy luôn quý vị. Đó, rất là sang trọng luôn nha. Đẹp quá, quý vị thấy không? Nó đi, phải nói là một cái sự điêu khắc đó. Cái này phải nói tới là một cái sự điêu khắc rất là độc đáo, chi tiết. Nó nhẹ nhàng tha thướt. Rồi, này để cho chị Hoa lấy rồi xôn ngay lập tức nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những mẫu mới của công ty mà quý vị sẽ rất là bất ngờ luôn quý vị. Hồi nãy quý vị đã đến với một cái mặt dây chuyền ngọc trai, thì bây giờ Lâm Trừ Vĩ sẽ có cho quý vị là một chiếc nhẫn ngọc trai, mà chiếc nhẫn mặt dây chuyền Cẩm Thạch Nam có không. Chúc mừng khai trương tiệm vàng bạc mới nha Minh Nguyễn Official. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ Lâm Trừ Vĩ muốn giới thiệu đến quý vị chiếc nhẫn này. Mà chiếc nhẫn này cũng lại là một mẫu thiết kế dựa theo những cái gì của Mikimoto mà đang bán trên thị trường, mà rất là phải nói là rất là mắc tiền quý vị. Ok, mời quý vị nhìn lên chiếc nhẫn ngọc trai này. Chiếc nhẫn ngọc trai này đi cùng với mặt dây chuyền hồi nãy đây, bằng vàng 18. Một chiếc nhẫn ngọc trai mà xuất sắc luôn quý vị. Quý vị nhìn lên cái mẫu thiết kế này, đi xung quanh đây là những viên hột xoàn Morkis Diamond. Quá là đẹp luôn nè quý vị ơi, quá là xuất sắc luôn, và được làm bằng vàng 18. Chiếc nhẫn này ở tất cả những viên hột xoàn ở đây là những viên hột xoàn VVS Clarity. Lâm Trừ Vĩ gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với cái giá là 1.350 đồng mà thôi, 1.350 đồng. Quý vị có biết là quý vị đi mua một cái vỏ Hồng Kông mà nhỏ hơn như vậy nữa quý vị, nhỏ xíu thôi, quý vị trả cũng gần 2.000 đô la, bởi vì đây là những viên hột xoàn Morkis Cut Diamond bằng vàng 18, và chính giữa là một viên ngọc trai. Viên ngọc trai này em sẽ cho quý vị coi, đường kính là 10.5 ly, ngọc trai của Nhật nha quý vị. Rất là, cái viên ngọc trai là gọi là perfect round shape, aquaia pearl. Đó, đây, và cái nhẫn này giá là 1.350 đồng mà thôi. Cái vỏ này nó nặng quá ha, giống như platinum vậy. Đó, quý vị thấy đẹp không? Nó xòe ra như một cái hoa. Đó, cái nhụy lại là một viên ngọc trai màu trắng. Ở cái hoa mà đi từng xòe ra là những viên kim cương Morkis. Đó, quý vị thấy không? Nó đi đó, xếp lại rất là đẹp. Cái vàng cũng nặng lắm nha quý vị, cái vàng rất là nặng, 1.350 đồng.
Wow, ngày hôm nay chúng ta có là 300+ khách hàng theo dõi rồi, mới vô chút xíu mà đông khách hàng quá luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. À, rồi chiếc nhẫn ngọc trai này á, cứ chần nhìn vô cái luster của nó, có chần thấy nó đẹp xuất sắc ha. Quý vị thấy không? Nó giống như cái satin á. Satin là sao? Tại nó bóng luôn. Đó, mà nó mịn giống như vậy luôn. Đó, nó đều, đó, quý vị thấy không? Cái viên ngọc trai phải là... hello chị Tuyết, chị Tuyết nói là chị cần một hộp đá màu khoảng 5 carat, màu gì cũng được em chọn cho chị hình tròn nha, gửi chung với mấy món đồ của chị rồi. Sẽ có cho chị ngay lập tức luôn, và em sẽ làm chị một cái nhẫn độc đáo có 102 luôn nha chị Tuyết. Rất là cảm ơn chị đã cho công ty cái sự tin tưởng, bởi vì chị nói là cứ lựa cho chị màu gì cũng được, cứ lựa cho chị cái, nói là chị chỉ nói theo những cái thiết kế của chị muốn và mình sẽ làm những cái điều mà chị muốn nha. Rồi, và bây giờ Lâm Trù Vĩ muốn giới thiệu đến quý vị một mẫu thiết kế này cũng rất là tuyệt vời luôn quý vị. À, mặt dây chuyền này thì nó rất là xuất sắc luôn. Lại là một mẫu thiết kế độc quyền riêng của tiệm ngày hôm nay đem lên cho quý vị. À, một mặt dây chuyền trái tim. À, trái tim, nhưng mà em nghĩ có nhiều quý vị sẽ chưa thấy trái tim này lần nào đâu. Đây là lần đầu tiên quý vị sẽ đến một trái tim này đây. À, ha. Ồ, đó, có chẳng thấy trái tim này sao rồi? Chẳng phải kiếm bằng được cái trái tim này. Trái tim này... Em trước khi em giới thiệu lên hỏi có chẳng thấy trái tim này sao? Sang không? Sang lắm luôn. Mà nó học sang nhiều không? Nhiều lắm luôn, mà bự không? Thật sự nha, em kết nhất là đồng đưa đó. Đông đưa trái tim mà có đông đưa đó quý vị, quý vị hình dung mới được trái tim là trái tim gì không? Tại mình lúc nào cũng phải giới thiệu như vậy để cho những quý vị nào mà yêu thích cái trái tim rồi quý vị chuẩn bị sẵn gọi là cái gì đó, tâm lý á. Đây quý vị, Lâm Trường muốn giới thiệu quý vị một mặt dây chuyền trái tim. Mà ở dưới đây nó có hai viên hột xoàn đông đưa, rất dễ thương không quý vị? Mà cái trái tim này á là làm theo kiểu design, nó không đi cái móc ở trên mà nó quấn vào như vậy nè quý vị. Đó, quý vị thấy không, mình chỉ luồn sợi dây thôi. Ở chính giữa là một viên hột xoàn 5 ly và 4 ly hơn nha quý vị, 4 ly hơn 5 ly, và xung quanh là những viên hột xoàn 2 ly để tạo thành một sợi dây chuyền trái tim rất là lung linh. Đó, quý vị thấy dễ thương không quý vị? Đeo lên cổ của mình nè, nó đẹp không? Đó, kết nhất là hai cái đồng đưa đó, hai viên hột xoàn này mà tới 5 ly và 4 ly cho mỗi viên, nó rất là lạ luôn quý vị, và đẹp lắm. Nó rất là uyển chuyển và rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là lộng lẫy bởi vì hột xoàn rất là to. Cái viên bự nhất này là 5 ly, nước F color VS, và viên hột xoàn này là 4 ly 2 nha quý vị. Mặt dây chuyền này Lâm Trù Vĩ sẽ gửi đến quý vị giá là $1,400, $1,400 thôi quý vị. Giống như là quý vị mua cái mặt dây chuyền này, quý vị được tặng viên hột xoàn 5 ly đó quý vị. Đây, có chân giới thiệu này đây nha. Rồi, chị lấy mặt trái tim này luôn, rồi xôn luôn cho chị luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đó, rất là nhiều những sản phẩm ngày hôm nay đã đem lên cho quý vị và được quý vị nãy giờ nhắn tin em liên tục luôn. Và tiếp tục sau đây, Lâm Trù Vĩ mời quý vị đến với một mẫu thiết kế mới của công ty luôn quý vị. À, cái mẫu này nè, có mẫu trái tim luôn. Trời, mà đây là cặp bông tai mới chết chứ. hồi nãy lỡ mua cái hồi nãy lỡ mua cặp bông rồi, mà lỡ mua mặt dây chuyền rồi, thì giờ chị nào đó cũng đừng bỏ qua cái cặp bông này ha. Để em kể quý vị nghe câu chuyện này. Quý chàng thấy cái này sao? Cái này nó làm sao? Nó lạ lắm luôn. Cái kiểu này không thấy nha. Mà là trái tim luôn, có quý vị nào thích trái tim chuẩn bị tư thế luôn nè quý vị. Đây, mời quý vị đến với một cặp bông tai hột xoàn trái tim. Wow, quý vị thấy trái tim này ở chính giữa là những viên hột xoàn 4 ly hơn, nước E color VS clarity, mà cái này là khoen kẹp phía sau cho nên nó rất là đẹp luôn quý vị. Cặp bông tai này Lâm Trù Vĩ gửi đến quý vị giá là $1,600 nha quý vị. $1,600, khi mà quý vị bật cái nút này ra là quý vị chỉ đẩy nó lên thôi. À, hôm nay là có đồng hồ Rolex nha, tin vui nha. Đó, quý vị đeo lên trái tim đẹp không quý vị? Và tất cả những viên hột xoàn ở đây, đi những viên hột xoàn baguette đi xung quanh hết. Và cái mẫu này cũng là một cái mẫu lạ đó quý vị. À, cho em cái ống nhòm coi. Ống nhòm trong đây. Ống nhòm đó quý vị, em quý vị nghe cái chữ em gọi ống nhòm không quý vị? À, đây ống nhòm, là cái lúp, cái kiến lúp mà em gọi là ống nhòm đó quý vị. À, em coi cái này coi nha. Ok quý vị, cặp bông tai này bằng vàng 18 nha quý vị, vàng 18 nha. Rồi 1000, Lâm Trù Vĩ để cho quý vị cặp bông tai này với cái giá là $1,600, nhưng mà thôi, để cho quý vị đặc biệt hôm nay còn 1400 thôi nha quý chồng, $1,400 mà thôi nha.
Em cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta có gần 400 khách hàng đến với chương trình rồi. 1.400 thôi. 1.400 đồng dạ, nha. Dạ, quý vị. Đó, mà quý vị thấy cái kiểu không? Cái kiểu này rất là lạ, chưa bao giờ thấy. Đó, họ đi rất là hay. Nếu ai mà có trái tai to, em thấy đeo cái cặp bông tai này rất là phù hợp. Tại vì cái kiểu này nó to. Đó, đẹp không? Quý vị thấy đẹp không? Nó đi một trái tim nghiêng bên thôi, rồi ngay chính giữa lại là hai viên kim cương rất là trắng và chiếu 4 ly mấy. 4 ly hơn mà nước E-Color VS Clarity rồi. Và tiếp tục trong cái mẫu thiết kế này, ngay bây giờ Lâm sẽ muốn quý vị đến với ngày hôm nay rất là nhiều những cái mẫu thiết kế tuyệt vời ha. Chị lấy luôn đôi bông. Chết rồi, chị nãy giờ chị lỡ lấy cái mặt dây chuyền cho chị nó chết rồi, phải lỡ lấy luôn đôi bông. Bây giờ Lâm chủ có cái nhẫn này. Cái nhẫn này bây giờ mình phải thông báo trước nha quý vị, cái mẫu nào đang chuẩn bị lên là bởi vì mỗi người sẽ có một cái sự chờ đợi riêng. Thì bây giờ ai mà thích một cái nhẫn kim cương emerald khách nha quý vị. Đó, hello Vĩ nghe đây, chiếc nhẫn này đẹp lắm quý vị ơi. Ok, đôi bông hình như anh vừa bán rồi em ơi, em nhắn tin qua giùm anh được không, anh check lại cho nha. Bởi vì anh check lại, cảm ơn em. Ok quý vị, bây giờ Lâm Chuỷ muốn giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn Emerald Heart. Wow, trong cái hộp này nè nha. Quý vị ơi, bây giờ Lâm Chuỷ mở ra cho quý vị coi cái nhẫn này. Theo quý vị đoán là chiếc nhẫn này, đây nè quý vị, chiếc nhẫn này là nước D Color VVS Clarity. Đố quý vị đoán được chiếc nhẫn này là bao nhiêu tiền. Đây là một viên kim cương Emerald Cut nè quý vị. Wow. Thấy trong suốt không? Quý vị thấy trong suốt không quý vị? Tôi bây giờ quý vị cho em á, em phải tháo cái hộp xoàn của em ra hết. Đây, có cần gỡ nhẫn này ra giùm cái đi. Gỡ ra giùm để em cầm để cho quý vị coi. Chiếc nhẫn em nó bự quá, nó sẽ làm cho quý vị khó mà thấy được nè. Đây nha quý vị, bây giờ Lâm chuẩn bị cầm cái nhẫn này ra. Quý vị thấy nó chiếu không quý vị? Emerald Cut. Đây, nó đi hộp xoàn Emerald Cut hai bên đây luôn. Wow. Quý vị thấy không? Đi Emerald Cut luôn. Đi Emerald Cut luôn. Em đeo lên ngón tay của em để cho quý vị hình dung mà nó bao nhiêu bự. Quý vị thấy sang trọng không? Đố quý vị chiếc nhẫn này quý vị nghĩ là bao nhiêu tiền đây? Đây là một chiếc nhẫn với một cái kỹ thuật mới nhất trên thị trường thời trang về trang sức ngày hôm nay. Chiếc nhẫn này khi quý vị nhìn vào, quý vị nghĩ nó sẽ là 3 carat, ít nhất là cũng phải 20 mấy đến 30 ngàn đô la. Tuy nhiên chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Chuỷ gửi đến quý vị giá chỉ có một cái giá rất là đặc biệt nha quý vị. Wow, giờ nói giá cho quý vị biết luôn không? Chiếc nhẫn này Lâm Chuỷ gửi đến quý vị giá là 3.300 đồng. Em tưởng mười mấy ngàn, 3.300. 3.300 đồng. Bởi vì tại sao quý vị? Đây là những viên kim cương họ cắt lại, ghép lại tạo thành một viên kim cương to. Nhưng mà tất cả những viên hộp xoàn ở đây là VVS Clarity hết quý vị. Quý vị không cần phải bỏ ra số tiền mấy chục ngàn đô la để mua chiếc nhẫn Emerald này. Không đúng rồi. Chị Mai Phạm nói là 30-35 ngàn đô la. Nhưng bảo đảm quý vị, khi quý vị đeo chiếc nhẫn này, ai cũng sẽ nghĩ quý vị bỏ ra số tiền từ 30 cho đến 30 mấy ngàn đô la nha quý vị. Nhưng ngày hôm nay với cái giá chỉ có 3.250 đồng mà thôi. 3.250 đồng. Quý vị đeo chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ có một người nào biết được quý vị mua chiếc nhẫn này chỉ có 3.000 mấy đô la. Không bao giờ luôn quý vị. Em chắc chắn quý vị 1.000 phần ngàn luôn, là bởi vì đây là một cái kỹ thuật công ty mình làm rất là sắc sảo. Quý vị nhìn tất cả những viên hộp xoàn ở đây đều là những viên hộp xoàn baguette hết luôn quý vị, Emerald hết luôn. Quý vị thấy chiếc nhẫn này nó sang trọng vô cùng không? Wow, em nói thiệt nha, cái trần nhìn mà cái trần tưởng là viên Emerald luôn. Không bao, quý vị cầm kiến lên nè quý vị, quý vị cầm kiến lên, quý vị đặt vào, quý vị nhìn lên cũng không bao giờ quý vị biết được luôn. Đây, có trần giới thiệu cái này, đây là sản phẩm mới của công ty. Có tượng ruby không anh? Có tượng ruby luôn. Chị lấy chiếc nhẫn luôn. Phải nói là độc đáo nha quý vị. Đó. Rồi chị lấy rồi. Dạ. Đẹp quá. Wow.
Wow, nãy giờ mặt dây chuyền trái tim khách hàng nhắn tin quạt bon, cái bộ trái tim khách hàng nhắn vô quá trời nhiều luôn, mà bộ đó hiện giờ mình về chỉ có một set duy nhất nha quý vị. Chúng tôi cái công ty mới này của mình đang thử nghiệm về những cái sản phẩm này, cho nên là Long chỉ order hàng mỗi món sẽ mình có cả ngàn mẫu, cho nên mình sẽ từ từ giới thiệu đến quý vị, và sau khi mình biết chắc chắn xong rồi mình sẽ order lại nha. Dạ vâng, Vĩ xin chào ạ. Cái đó là nó ghép lại đó, là nó nhìn giống như là 3 cara vậy đó ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cái gì gọi anh nha, thách anh. Rồi, và bây giờ Lâm Chủy mời quý vị đến với một cái mẫu thiết kế mới này nữa quý vị. Cặp bông tai này được làm bằng vàng 18. Wow, cặp bông tai này là cũng khó mà. Khó mà gì đó quên rồi, có chừng. Khó mà giữ lòng được đó. Thiệt, em nói thiệt sự quý vị á, là cảm ơn tất cả quý vị. Chị Ngọc Trâm Lê, cảm ơn tất cả quý vị. Nãy giờ Lâm Chủy không có Nancy Lê hỏi chứ, Nancy Hồ chứ, quên Nancy Hồ hỏi cái hộp bao nhiêu cara vậy anh Vĩ. Đó giống như là 3 cara đó Nancy, nhưng mà thật sự em mua là em trả tiền không phải là 3 cara đâu. Ok quý vị ơi, và bây giờ Lâm Chủy muốn giới thiệu đến quý vị cái cặp bông này. Cặp bông này cũng cũng không bỏ qua được, không có chừng. Cặp bông này ngộ dễ thương quý vị. Đó, cặp bông tai này nè quý vị, đông đưa. Đó, quý vị thích đeo bông tai đông đưa mà dài. Bằng vàng 18, dài dễ thương quý vị. Đó, rất là dễ thương luôn. Nè, nó đông đưa dễ thương lắm quý vị ơi, nó đông đưa quá là dễ thương luôn cặp bông tai này ha. Cặp bông tai này được làm bằng vàng 18 và nó rất là đẹp. Tất cả những viên hột xoàn ở đây nó đi thành hai cái hoa mai, và những viên hột xoàn này là khoảng 2 ly nè quý vị, nó ghép lại và tất cả những viên hột xoàn này đều là VVS Clarity hết. Có chẳng giới thiệu cặp bông tai này Lâm Chủy sẽ gửi đến quý vị giá là chị Bối Bối lấy số máy, chị Bối Bối nhắn tin qua giùm em luôn và gửi cho em luôn để em ship cho chị nha. How much are those? Anh có bông tai ngọc trai dài không? Mình chuẩn bị đem lên cặp bông tai ngọc trai dài sau cặp bông này. Cặp bông tai này bằng vàng 18, Lâm Chủy sẽ gửi đến quý vị cặp bông tai này là $1,100. $1,100 bằng vàng 18, đẹp xuất sắc luôn quý vị. Cái collection này là Lâm Chủy nghĩ là ai đeo vô cũng phù hợp hết. Rất là nhiều quý vị sẽ phù hợp với collection này. Họ đi với những cái hoa mai ở trên, rồi ở dưới nữa. Đó, ngay chính giữa. Lại đi một cái đường viền, đó, cũng cái kiểu giá cắt cũng giống như hoa mai vậy đó. Đi một cái đường thẳng xuống. Đông đưa $1,100 cho đôi bông tai này. $1,100. Ngày hôm nay quý vị thấy tàn và nói đa số là sản phẩm mới. Và bây giờ lại tiếp tục mời quý vị đến với một cái collection mới của thương hiệu ngày hôm nay. Sản phẩm này đó quý vị, nó rất là dễ thương, nhưng mà khi quý vị đeo vô tay của quý vị, ai nhìn vào cũng thấy cái sự sang trọng ở trong đó. Nói là English, please, can you do a cái gì đó, cái caption hả? Không biết là can you do a caption, Brian, because cái audience, our audience are Vietnamese, so we speak Vietnamese only. Sorry. Ok quý vị, chiếc nhẫn kế tiếp này Lâm Chủy Vĩ nghĩ là quý vị nào mà khó tánh lắm luôn, quý vị cũng không thể nào bỏ qua được cho chiếc nhẫn này. Cho em mượn mấy cái này sẵn đi. Để đây, để em thử lòng thử coi mấy cái này coi nha. Coi cái này luôn nè. Yes. Cũng được phải không? I just mean the price. The price, which item, just please text me, okay? Text me if you want any the price of any of the items. This is the number 310-968-0577. Text me the picture and I will send you the price. Ok chị, và bây giờ nè, Lâm Chủy mời quý vị đến với chiếc nhẫn ngọc trai này. Wow, chiếc nhẫn ngọc trai này rất là đơn giản thôi quý vị, trong cái mẫu thiết kế mới của công ty chúng tôi đem lên cho quý vị, cả là một cái collection tuyệt vời. Và những sản phẩm này quý vị thấy đeo ngón tay đẹp không, rất là sang trọng, không có một cái gì nhiều hết. Nhưng mà quý vị nhìn vô cái kỹ thuật nhận kim cương ở đây, đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đi bằng máy. Nghĩa là Lâm Chủy Vĩ khi mà chúng ta ra đời cái công ty mới này, Lâm Chủy Vĩ muốn tận dụng tất cả những cái technology nào mới nhất trên thế giới về ngành kim cương, và chúng tôi dùng những cái đó để đem đến cho quý vị những cái collection kim cương mới nhất, tân thời nhất, và
song song mình cũng sẽ có những sản phẩm antique và có 102 luôn. Thì đây là một chiếc nhẫn ngọc trai được làm bằng rose gold, và đặc biệt chiếc nhẫn này khi Lâm Trụ Vĩ thiết kế ra, Lâm Trụ Vĩ muốn bất kỳ quý vị nào size tay quý vị là size 2.5, nhỏ xíu thôi, em làm cho quý vị size được luôn. Chiếc nhẫn này quý vị size 10 làm size 10 cho quý vị luôn. Và chiếc nhẫn này Lâm Trụ Vĩ gửi đến quý vị giá là $900. $900 nha quý vị, chiếc nhẫn ngọc trai này. Đó, quý vị thấy em đeo lên tay của em đẹp không nè quý vị? Đó, tay của Lâm Trụ Vĩ là size 9. Đẹp không? $900 size 9. Đó. Tại giờ tăng cân lên, xưa nhỏ đừng nói. Xưa size 7 mấy giờ múp lên rồi, cứ chờ ngạc nhiên hỏi ủa sao size 7 mấy bị lên 9. Trời ơi. Xong có khúc, con người nó có lúc lúc lên cân, lúc xuống cân, hiểu không? Hiểu không? Understand. Rồi quý vị, ok, nãy giờ là quý vị thấy vui rồi không quý vị? Nãy giờ chúng ta đã, quý vị cảm thấy là cái sản phẩm của công ty chúng tôi là nó vô trong được một cái hệ thống rồi đúng không? Còn rất là nhiều những món hàng đặc biệt. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có tới gần 400 khách hàng. Thôi bây giờ Lâm Trụ muốn giới thiệu đến quý vị một cái dòng sản phẩm dây cổ, dây necklace. Cái dòng sản phẩm này nó sẽ rất là tuyệt vời bởi vì rất là giới hạn. Rất là giới hạn nha quý vị, rất là giới hạn thôi. Bây giờ đây, dòng sản phẩm này mình sẽ chia ra. Đây là, quý vị ơi, em chuẩn bị lên đây cho quý vị. Vĩ nói gì Quý Trần cũng chớp mắt vui ghê. Bất ngờ vậy, Quý Trần bất ngờ với những gì em nói mà. Gặp nhau hàng ngày chứ đôi lúc bất ngờ vẫn còn, phải không? Cái như vậy nó mới lạ. Tại vì á, nhiều khi Quý Trần, mỗi lần mà em nói cái gì Quý Trần chỉ thấy Quý Trần chớp chớp mắt, nhưng mà đôi lúc có những lúc Quý Trần nói cái gì em không chớp mắt nổi luôn, là chị đủ biết hai người nó có em mà ngạc nhiên là em hết chớp mắt được, em đứng hình. Còn Quý Trần mà ngạc nhiên là Quý Trần chớp mắt là coi như là như cái đầu đang bị ngôi sao, không thấy ngôi sao á. Ok, ngày hôm qua mình bán á, tổng cộng là gần 200+ cái sợi dây này. Có những khách hàng đi vô đưa em tiền để mua 5 sợi dây một lúc luôn quý vị. Mà em nói thôi phải để dành cho em đem bán trên YouTube. Mấy chị nói thôi chị ra tới tiệm rồi em đừng nữa, đưa chị liền, là chị mấy chị vớp hết. Bây giờ nè, em sẽ có nè, đây những cái sợi dây này quý vị thấy đẹp không quý vị? Tất cả cái collection này là bằng vàng 18. Vàng 18 và những sợi dây này nam và nữ đều đeo phù hợp hết. Này là mình có này 22 phải không? Cái này là 18, 20 và 22 nha quý vị, 18, 20 và 22. Không có dây 16 nha quý vị, 18 thì Lâm Trụ Vĩ bây giờ chỉ còn có 4 sợi này 18 thôi. Đó. Nhẫn ngọc trai là màu trắng, nhẫn ngọc trai màu trắng, nhẫn là bằng rose gold, hộp xoàn là 1.5 ly VVS Clarity nha. Rồi bây giờ Lâm Trụ Vĩ gửi đến quý vị cái sợi dây này. Cái sợi dây này nè quý vị, đây là sợi dây Cartier vàng 18 nha quý vị. Sợi dây 18 inch là 550 đồng. Cái sợi dây này thôi để cho quý vị còn 500 đồng cho cái sợi dây vàng 18 mà 18 inch. Còn cái sợi dây 20 inch là 550 đồng. Và cái sợi dây này là sợi dây 20 inch rất là 550 đồng nha quý vị. 550 đồng, để em khoan quý vị để cho em một giây nha. Được khách hàng bây giờ nhắn tin là cháy máy luôn rồi đó quý vị ơi. Ok quý vị, 550 đồng là sợi 20 inch nha. 20 inch là 550 đồng. Và cái sợi dây mà 22 inch là 580 đồng. 580 đồng là xong hàng đó quý vị. Bây giờ quý vị nào nhắn tin vô là quý vị lấy là xong luôn đó nha. Chiếc nhẫn, wow, chị tên gì đây ha, đây để cho em, đây chị Nguyễn Huyền Trang. Chị, cái nhẫn đó y chang như cặp bông của chị. Quý Trần coi cái cặp bông này của chị nè, oh my god, đẹp chưa, cặp bông này của chị là y chang luôn. Nhưng mà em nói cho chị nghe, em có thể chia sẻ cặp bông này của chị trên YouTube chút xíu nha. Chị này chỉ có cặp bông này. Oh yeah. Nhưng mà cặp bông của chị khi cái này Lâm Trụ Vĩ nói cho chị biết là khi chị nhận cặp cái nhẫn này của em, chị sẽ so sánh về cái độ xuất sắc về cái craftsmanship của cặp bông của chị và chiếc nhẫn của em. Chị sẽ thấy sự chênh lệch là từ
Nghĩa là nó không có chỗ so sánh. Khi mà chị nhìn cái nhẫn của em, và chị, tại vì chị có sẵn cặp bông, cho nên là chị sẽ so sánh được. Cho nên là em muốn, nếu mà chị lấy được chiếc nhẫn đó, chị sẽ thấy là cái craftsmanship, có nghĩa là cái labor, cái kỹ thuật làm của những cái sản phẩm của công ty của mình nó sắc sảo đến cỡ nào. Cho nên là có gì chị nhắn tin cho em nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Và cái dây này là quý vị ơi, chúng ta chắc là sắp sửa sold out trong vòng vài phút nữa thôi nha quý vị. Quý vị nào nhắn tin cho Lâm Triều Vĩ nha. Ok, quý vị nào mà nhắn tin vô đây là em đã thấy hết chốt đơn của quý vị đó. Rồi, xong luôn sợi dây này luôn. Hello anh dây. Michael, khỏe không anh Michael? Rồi đó, sold out, dây sold out ha. Và bây giờ Lâm Chuỗi mời quý vị đến với một cái collection mới của ngày hôm nay nữa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nãy giờ là quý vị nhắn tin vô liên tục luôn. Em không thể nào tưởng tượng nổi luôn nha quý vị. Bây giờ Lâm Chuỗi muốn gửi đến quý vị một cái sản phẩm này. Ok. Đây là một cái gì đây? Có quý vị nào có một cái sở thích muốn mua cặp bông tai hột sàng 4 carat không? Có quý vị nào chị Cathy Nguyễn ngày hôm qua, chị biết tại sao ngày hôm qua em bán tới mấy chục sợi dây này cho nên là sợ quá không dám bán nữa, phải cất vô liền luôn. Ngày hôm qua khách hàng ra, giống như là khách hàng ra để mua cho vui thôi quý vị, không gì, khách hàng ra là không cần biết là thích hay không thích. Đấy, Vĩ có gì đưa cho chị, đưa chị món, đưa chị hai món. Có anh kiếm ra nói cho anh hai món đồ đi, cái mình nói, anh hai món đồ chị số mấy anh? Không, anh đưa cho em 2000, em lựa cho anh hai món đồ. Nghĩa là mua hai món đồ để tặng sinh nhật cho hai người con. Anh ấy không cần biết, cứ lấy anh hai món đồ đưa 2000. Tiền anh có 2000 mua hai món đồ vậy thôi. Nghĩa là quý vị thấy là cái đó là một cái sự mà người khách hàng người ta đến với mình bởi vì người ta hiểu mình là ai và người ta cho mình tất cả những cái điều tốt đẹp nhất. Cho nên là rất là cảm ơn quý vị nha. Hello Vĩ nghe ạ. Em check qua cho anh đi rồi anh check liền rồi anh cho em hay nha. Check qua cho anh nha. Rồi cảm ơn em. Rồi, bây giờ đến lắc tay. Quý vị nhắn tin qua cho Lâm Triều Vĩ nha. Lâm Triều Vĩ sẽ check hết cho quý vị á. Bây giờ Lâm Triều Vĩ muốn gửi đến quý vị một món ăn cũng rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị, hôm qua là mấy chục chiếc đã lên đường. Ngày hôm nay Lâm Triều Vĩ muốn giới thiệu lại quý vị collection này. Collection này, em bảo đảm quý vị một điều như thế này, 100% luôn. Quý vị sẽ thấy những người ta bán những cặp vòng này, những bộ vòng 7 chiếc này, nhưng mà khi quý vị so sánh giá, em chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ thấy cái giá này đâu quý vị. Quý vị biết Lâm Chuẩn bị order cái vòng này, có cần biết mình order bao nhiêu chắc? Mấy trăm chiếc vòng này quý vị, mấy trăm chiếc vòng kim cương này, chứ không phải là 1 chiếc, 2 chiếc, 5 chiếc, 10 chiếc. Không bao giờ chúng tôi order số lượng thấp như vậy đâu quý vị. Hàng của Lâm Chuỗi order rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Lâm Chuỗi gửi đến quý vị cái set này. Nhưng quý vị không cần thiết phải đeo cả bộ này. Quý vị chỉ cần đeo một chiếc này thôi quý vị ơi. Và Lâm Chuỗi muốn quý vị coi một cái điều kế tiếp đây. Có chừng là người cầm cái này giùm em nha. Đó, có chừng để cho quý vị nhìn đi. Bây giờ Lâm Chuỗi nói tới cái này cho quý vị thấy. Cái vòng này là size 52, từ 49 đến 52. Nhưng mà quý vị nhìn vào cái khóa này của công ty chúng tôi làm nè quý vị. Cái khóa này là mình chỉ cần bấm nó vô thôi quý vị, không, nó không gài. Nghĩa là quý vị rờ đây nè, áo của mừng mặt nó không, như là nó đi smooth, nó đi từ đây, nó liền qua đây. Và quý vị chỉ cần bấm nó vào thôi, quý vị bấm nó vô như vậy, nó mở cái khóa ra. Và cái khóa này quý vị thấy không, đeo tay nào đeo cũng được hết. Tay của em bự như vậy nè quý vị, size của em là 54 em đeo vô được luôn. Rất là dễ đeo, tại vì nó flexible, nó là có độ flexible, độ uyển chuyển của cái loại này. Và quý vị gắn vô, quý vị chỉ cần đẩy nó vô, bóp nó vô một cái như vậy, nó nằm khít lại với nhau. Và đây là cái sự sắc sảo và tinh tế trong thiết kế. Cho nên là công ty của mình, khi chúng tôi đã nói tới cái dòng sản phẩm luxury ngày hôm nay, thì công ty của mình muốn tất cả quý vị nào đã từng biết tới những sản phẩm đồ hiệu Louis Vuitton, Tiffany, Harry Winston, Cartier, mà quý vị lại ngán tiền, mình thấy trời sao tiền nhiều quá, thôi tiền mình để dành, thì quý vị sẽ đến với công ty chúng tôi và quý vị mua những sản phẩm này trong một cái sự hạnh phúc vô cùng bởi vì nó quá rẻ. Thì bây giờ Lâm Triều Vĩ hỏi quý chồng một cái điều này, kim cương nó nằm ở trong nhà của em hay là kim cương nó qua nhà của quý Trần, hay là kim cương nó qua nhà của quý vị, thì kim cương nó gọi tên gì quý vị, nó vẫn mãi mãi là kim cương. Mà cục vàng nằm ở trong nhà của em mà qua nhà quý vị thì cục vàng nó cũng là 14, cũng là 24, cũng là 18, đâu có thay đổi đâu. Nhưng khi mà nó có tên của thương hiệu Tiffany vô thì nó sẽ nặng tiền hơn, là bởi vì tại sao quý Trần biết không, nó dành cho những người có khả năng tài chính dư giả.
không thể nào đồ hiệu cho những người mà mình chưa có tiền nhiều mà mình đi mua đồ hiệu, đó là một sự lãng phí đối với Lâm Triều Vĩ. Trừ khi mình thích lãng phí thì thôi, không ai cấm. Thì cái vòng này Lâm Triều Vĩ sẽ để cho quý vị giá rất là đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay, 1380 đồng cho một chiếc. 1380 đồng cho một chiếc. Và Lâm Triều Vĩ, quý vị đeo hai chiếc này thôi là rất là đẹp nè quý vị. Quý vị thấy đẹp không? Đó, đeo một lúc hai chiếc này đi, quý thấy đẹp không? Hai chiếc vô đó, hai chiếc, đeo một chiếc thôi cũng đẹp quý chồng. Mà phải đeo một chiếc thôi đó đẹp không? Đeo rồi, một chiếc cũng đẹp, mà một chiếc quý vị có thể đeo những cái khác cũng được nữa. Đó, đó đeo đó, cùng với cái nhẫn hột xoan vậy nè. Đó, nhẫn hột xoan đẹp không? Nhẫn này sẽ giới thiệu next nha. Đó, vậy thôi, vui vui vậy thôi đó. Còn vui một chút xíu nữa làm láng luôn ba chiếc. Có nhiều người đeo ba chiếc đó. Nhưng mà em, quý vị không cần đeo 7 chiếc đâu quý vị, đâu cần thiết đâu. Đó, nhưng mà mình dư giả chút xíu đeo 7 chiếc. Em bảo đảm quý vị sẽ thấy người ta bán những cái vòng này mà em chắc chắn quý vị là dạ hello chị Liên Ly, viết cho chị một chiếc vòng luôn. Cộng với cái nhẫn nha, viết chị mua cái nhẫn và cái vòng này là đúng một bộ của chị luôn đó chị. Cảm ơn chị rất là nhiều đó. Cái vòng này nha quý vị nào nhắn tin cho em nha. Chiếc nhẫn Princess Cut chị Christy, chị nói rồi em lấy hai cái vòng luôn rồi, nãy giờ vòng coi như là bán luôn nha, vòng bấm số phone này luôn nè, bên đây này nha quý vị. Rất là nhiều khách hàng đã order vòng, cho nên là một lần nữa quý vị nào lấy những cái bộ vòng này, những chiếc vòng này, bộ vòng này một double, muốn lấy hai chiếc ba chiếc, quý vị cứ gọi cho Lâm Triều Vĩ, số phone là 310-968-0577, 310-968-0577. Vòng này là từ size 48 cho đến 52. Quý vị nào muốn mua, quý vị cứ nhắn tin qua cho Lâm Triều Vĩ, Lâm Triều Vĩ sẽ gửi hàng tới tận nhà cho quý vị nha. Đây, đó, số địa chỉ đây. Đó, quý vị text message, nhắn hình qua cho em. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Wow, quý vị mua xong rồi em bảo đảm quý vị thấy người ta bán xong rồi quý vị mới nói ồ trời ơi, biết thì mua một chục cái luôn nếu không dư tiền nữa. Nhưng mà thôi, cần bao nhiêu chiếc thì mua rẻ cũng vậy thôi, mình đừng có mua nhiều quá lố. Bây giờ đến một cái collection gì nữa, nãy giờ quý vị dạ em biết cho nên em tháo nhẫn em ra rồi, em tháo nhẫn em ra rồi. Hột xoàn thiệt hay sao vậy Vĩ? Ok chị Kim Vlog. Ok, một lần nữa Lâm Triều Vĩ biết là Lâm Triều Vĩ đó quý vị, đôi lúc em kể quý vị nghe, ở trong tiệm của em thì em cũng đeo nữ trang rất là nhiều, trang sức nhiều lắm, em quất một xoàn mà nói chung là quý vị biết là trong cái tủ một xoàn của Lâm Triều Vĩ mỗi ngày em thay trong tiệm, em đeo đủ thứ hết đó quý vị. Và có đôi lúc có những người khách mà lạ đó, người ta đến tiệm em, người ta thấy những cái sợi dây chuyền của em đeo á, nhiều khi em đeo những sợi dây chuyền rất là bự luôn quý vị, người ta hỏi trời ơi cái này thiệt á hả, thiệt mà sao bự dữ vậy hay là giả vậy đó, người ta hỏi là mình hiểu là bởi vì người ta thảng thốt. Và một lần nữa Lâm Triều Vĩ muốn nhắc lại cho tất cả quý vị biết là tất cả sản phẩm công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị đều là sản phẩm kim cương thiên nhiên, nó gọi là natural diamond. Không, tất cả những sản phẩm đều bằng vàng và bằng kim cương thật hết quý vị. Cho nên là quý vị mua sắm thì Lâm Triều Vĩ nói quý vị rồi, rất là nhiều người trên online bán hàng kim cương quý vị, rất là nhiều, cả cái thế giới này cũng nhiều và cả cái Phước Lộc Thọ cũng rất là nhiều, nhưng thương hiệu sẽ chắc chắn nó khác quý vị. Lâm Triều Vĩ giải thích cái điều này 1000 lần và 1000 tỷ lần rồi. Quý vị biết là ở trên một con đường bao nhiêu tiệm bán cà phê quý chồng? Nhiều. Rất là nhiều. Và bao nhiêu tiệm bán bánh mì hamburger? Rất là nhiều. Nhưng quý vị thấy có bao giờ tiệm Starbucks mà vắng khách không quý vị? Tiệm Starbucks không bao giờ vắng khách, mãi mãi tiếp tục tăng trưởng và phát triển khủng khiếp luôn. Là bởi vì tại sao? Khi người ta đi uống cà phê càng nhiều, người ta đi tới càng nhiều nơi thì người ta mới trở lại Starbucks, và người ta khẳng định là tôi cảm thấy nơi đây cái chất lượng sản phẩm thật sự từ cái ống hút bỏ vô miệng mình thôi nó cũng đã có chất lượng, đến cái ly người ta đưa cho mình nó cũng chắc chắn, có chẳng thấy rõ ràng không? Và tất cả mọi thứ, một cái gì của thương hiệu làm không thể nào nó giống như là một cái tiệm nhỏ làm đâu quý vị. Mình nói một cái tiệm nhỏ đây không phải là diện tích nhỏ quý vị. Có rất là nhiều người có thể người ta tự hào là tôi có một cái tiệm bự như cái warehouse, mà cái tiệm đó không có một cái gì có giá trị về chất lượng sản phẩm. Cho nên là công ty chúng tôi muốn cho quý vị hiểu một điều là Lâm Triều Vĩ bán hàng ở đây đó quý vị không phải kiếm tiền để đóng tiền nhà, không bao giờ có điều đó. Công ty chúng tôi bán hàng kiếm lợi nhuận để nâng cao cái tên tuổi thương hiệu của mình. Và để làm được điều đó quý vị, Lâm Triều Vĩ bán hàng ở đây là cả chục năm rồi.
không phải ngày một ngày tháng mà có thể làm được điều đó quý vị. Bởi vì tại sao quý chân thấy không, mình làm kinh doanh là nó phải từng ngày từng giờ nó kết nạp lại tiền bạc mình nó mới dồi dào. Còn quý vị mới mở ra một cái tiệm business, em nghĩ quý vị không thể nào mà thành công ngay lập tức. Cái gì nó cũng có thời gian. Quý vị nào đang theo dõi Lâm Trù Vĩ và Quý Trần ngày hôm nay, quý vị quên là em với Quý Trần bán hàng 10 năm về trước, lúc đó mặt của em nó còn nhỏ xíu quý vị, rất là dễ mến, rất là dễ thương. Ngày hôm nay nó không còn giống vậy nữa. 10 năm tình cũ, à quên, 10 năm nó trôi qua rồi là nó khác rồi quý vị. Thấy không? Nó khác, nó không có... Cho nên là thấy cái sự thành công này, nhiều khi có những cái người ta ganh ghét, người ta cạnh tranh và rất là nhiều thứ xảy ra. Nhưng mà người ta quên một điều là đâu phải tự nhiên Lâm Trù Vĩ trên trời rớt xuống trở thành thành công. Mình đã trả ra những cái giá của mình học hỏi, mình rèn luyện bản thân, mình nâng cao tầm cỡ và nó đi qua một cái giai đoạn rất là khó khăn và gian nan, và mình vượt qua được những thử thách đó, và ngày hôm nay mình có cái vị trí này. Cho nên là nó xứng đáng với những cái gì mình nhận. Cho nên là cái sự ganh ghét đó đôi lúc Lâm Trù Vĩ cũng chẳng bao giờ màng đến, nhưng mà Lâm Trù Vĩ cũng cảm thấy thương cho những ai. Đáng lẽ khi mình thấy một người thành công, mình ngưỡng mộ để mình học hỏi, để mình phát triển. Còn khi mình nhìn thấy một người thành công, mình ganh ghét, ganh tị, mình nói xấu người ta, thì mình mất đi cơ hội để mình phát triển bản thân của mình. Đôi lúc mình sẽ có tiềm năng, nhưng bởi vì cái sự ganh ghét đó nó che lấp cái khả năng của mình. Cho nên là cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay bây giờ Lâm Trù Vĩ sẽ giới thiệu quý vị cái nhẫn ba viên hột xoàn này nè quý vị. Ba viên hột xoàn này ấy, là một cái nhẫn mà nó rất là dễ thương, nó gọi là kiểu I love you. Mỗi viên hột xoàn này là từ 4 ly 8 hết nha quý vị. Thay vì 4 ly 9, 5 ly, 4 ly 8, 4 ly 9, 5 ly. Và 3 viên hột xoàn này đều là nước E-Color VS và SI Clarity. Rồi cái hộp nhẫn cho em đây. Đây, quý chân giới thiệu cái nhẫn này đây. Đẹp lắm luôn quý vị ha. Wow. Đẹp không? Đó. Đây là ba viên cái kiểu I love you quý vị đó, nhưng mà đặc biệt cái đây đó, thường thường là họ đi ba viên kim cương thôi đó, nhưng mà đây họ đi với một cái cháu diamond cut bọc xung quanh đó, với những viên kim cương nhỏ nha quý vị. Họ làm phải nói là rất là độc đáo. Cái nhẫn này là nó đi cùng một bộ luôn. Lâm Trù Vĩ sẽ để cho quý vị chiếc nhẫn này. Wow, cái này là gần như 5 ly, nhưng mà nếu mà 5 ly cái nhẫn này lên tới gần 4.000 đồng. Lâm Trù Vĩ để cho quý vị nguyên chiếc nhẫn này, quý vị 2.600 đồng. Mỗi viên hột xoàn này Lâm Trù Vĩ tính cho quý vị chỉ có 650 đồng cho một viên thôi nha quý vị. Đó, 2.400 đồng cho cái nhẫn 3 viên hột xoàn này. Nha. Đó, 2.400 đồng, 2.400 đồng. Cho 3 viên kim cương gần như 5 ly mỗi viên đó nha quý vị, gần như 5 ly đó về cái nhân lên. 3 viên giống như vậy. Vào chạy đi một viên á thì quý vị thấy rồi, chỉ có coi 600 mấy chục đồng thôi. Đó. Và bây giờ Lâm Trù Vĩ muốn giới thiệu quý vị tiếp tục trong cái này, Lâm Trù Vĩ có cái lắc tay này luôn. Quý vị đã từng thấy những cái mẫu lắc tay mà cái dây kéo lên, kéo xuống rồi đúng không? Thì bây giờ Lâm Trù Vĩ có cái mẫu dây này rất là xuất sắc luôn quý vị, bởi vì nó đi thành cái hình thoi rất là hay nha quý vị. Đây, quý vị thấy cái lắc tay này nè quý vị. Có cái kéo không? Quý vị cho anh cắt cái mạc này ra một chút cho quý vị nhìn. Ở đây là mình đi thành những cái viên hột xoàn hình thoi. Đó, kéo bên kia trong cái hũ đó đó. Đây nè quý vị thấy đẹp không? Ở đây là tất cả những viên hột xoàn này là 2 ly. 2 ly nha quý vị, 1, 2, 3, 4 cái hình thoi này. Nhìn vào quý vị thấy giống như là 4 viên hột xoàn Moki đi với sợi dây keo đông đưa, và nó đi hai cái bình hồ lô dưới đây. Đó, và cái này là bằng vàng 18. Vàng 18 nha. Rất là đẹp luôn. Cái lắc tay này nè, quý vị thấy đẹp không quý vị? Đó, đẹp lắm luôn. Tất cả hột xoàn ở đây là nước D, VVS Clarity, nước D Color nha quý vị. Và sợi dây lắc tay này Lâm Trù Vĩ gửi đến quý vị giá là 1.650 đồng. Bằng vàng 18, 1.650 đồng. Đẹp vô cùng luôn quý vị. Cũng là mẫu thiết kế mà quý vị thấy, đây là những cái viên này giống như hình thoi vậy đó. Khi quý vị đeo lên tay của quý vị nó nhìn nó rất là nổi.
Nè, quý vị thấy đeo lên tay đẹp không? Cho nên là mình nhìn vô mình thấy từng cái viên hột sần bự ở trên đây. Và những cái viên hột sần này, cái chiều dài của nó đó là, để em coi coi, đường dây phone của Lâm Triều Vĩ bây giờ kín hết luôn đó nha quý vị. Cái này là 7 ly, nó nhưng mà nó kết lại bằng những viên hột sần 2 ly. Đó, giới thiệu cho quý vị coi cái này, phone của em ngập hết luôn. Dễ thương lắm vậy, cái chiếc lắc tay này phải nói là mỗi lần lên chương trình á là quý vị ra lấy liền đó, rất là nhiều quý vị ưa thích những cái chiếc lắc tay giống vậy lắm. Tại nó dễ đeo, mình có thể kéo nó ra kéo vào, cho nên tay ai đeo cũng được hết đó, quý vị thấy không đó, tay nào cỡ nào cũng đeo được hết đó, với chiếc lắc tay này. Mà đi hộp sọn đây rất là dễ thương đó, quý vị thấy không, đi một cái đường kim cương giống như những cái ống trúc, rồi cứ bốn cái viên kim cương thành một cái hoa giống như vậy. Mà những viên kim cương đây là những viên kim cương phải nói là trắng và đẹp nhất của kim cương đó. Quý vị thấy nó trắng không, nó trắng phải nói là trắng dễ sợ luôn, mà nó chiếu lắm. Rồi bây giờ nè, chúng ta mới 10 năm thôi chị Lan ơi. 10 năm thôi, chị nghĩ lúc nếu mà trước 10 năm lúc đó em mới có 22 23 tuổi sao biết bán hàng hột xoàn. Quý biết là nói thật sự quý vị là bán hàng hay là làm cái gì đó, mình phải có đủ cái kiến thức về cái đó thì mình mới bán hàng được. Nói đây có nghĩa là không phải là mình coi thường những người trẻ. Đôi lúc những người trẻ họ có cái kiến thức và kinh nghiệm rất là dày dặn. Nhưng ở một cái tuổi nào đó mình mới tạo ra được cái kiến thức đó quý vị. Cho nên là đôi lúc có những người bán kim cương, cái kiến thức của họ nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi, đây là tại sao nó nhỏ, là bởi vì mình nghe được, nhìn được và hiểu được kiến thức của họ, nó chỉ đóng gói trong một cái hộp nào đó thôi. Cho nên là mà một cái điều rất là dễ dàng cho quý vị biết là người đó có kiến thức hay không là quý vị nhìn vô sản phẩm họ bán. Cái người mà biết thưởng thức đồ ăn thì mới nấu đồ ăn ngon được quý vị. Cái người mà ăn đồ ăn không biết thưởng thức, chỉ biết ăn cho no, thì quý vị nghĩ là quý vị có nghĩ là họ sẽ nấu cho quý vị một bữa ăn ngon được không quý vị? Không bao giờ. Bây giờ nói là chuyện một người ở dơ có bao giờ làm đồ gì sạch không? Không bao giờ làm gì sạch hết. Nó là như vậy. Ông trời ổng định ra một cái bài toán rất là dễ cho quý vị. Một người làm tóc đẹp chắc chắn sẽ cắt cho quý vị đầu tóc đẹp. Mà tóc của họ nó bù xù lên như con ma, mà họ nói tôi sẽ cắt cho bạn đầu tóc đẹp, quý vị đừng bao giờ tin. Đó là xạo. Em là em chỉ đi theo cái gì nó logic trong đời sống mình. Logic là cái gì? Thấy như vậy, nhìn như vậy, là như vậy. 1+1=2, không có lưng chừng 2.5. Cho nên là rất là nhiều người thích em bởi vì cái bản chất đó của em nó rất là rõ ràng, minh bạch lắm. Bây giờ nói tới đây thì Lâm Dũng muốn cho quý vị thấy một cái collection vòng. Cái vòng này á, quý vị có nhìn giống như kim cương không? Cái vòng này lại là một cái vòng rất là hay ha. Nhưng mà cái vòng này bây giờ để Lâm Trù Vĩ phải check lại cái giá đi nha quý vị. Em phải check lại cái giá, cái đó là để cho tuần tới nha quý vị. Lâm Trù Vĩ ngày hôm nay Lâm Trù Vĩ có một cái gì đó, cặp bông tai 4 carat. Quý vị nào muốn mua bông tai 4 carat, quý vị đợi từ đây đến cuối chương trình em sẽ đem cặp bông tai lên cho quý vị 4 carat nha quý vị. Nhớ kiên nhẫn đợi chờ nha. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy đi qua phần hộp sàn GIA buổi chiều ngày hôm nay, là bởi vì Lâm Chủy có một lô hàng hộp sàn GIA cần phải đem lên để giới thiệu quý vị trong cái thương hiệu mới của chúng tôi. Và Lâm Chủy có ở đây là vài chục viên kim cương. Để mình coi cái mình có 20 viên hột xoàn này. Mỗi viên hột xoàn này sẽ là 4 ly và là những viên hột xoàn nước DEF nha quý vị. GIA rất là tuyệt vời quý vị. GIA và Lâm Triều Vĩ muốn cho quý vị thấy được là công ty chúng tôi bán nó rẻ đến cỡ nào. Tất cả những viên hột xoàn này là từ VS trở lên nha quý vị. VS trở lên là nước E và nước F color. EF color nha quý vị. Hên xui còn nào thì bán cái đó. 4 ly lẻ 4, 4 ly lẻ 2, 4 ly lẻ 3, 5 chuỗi gửi đến quý vị mỗi viên hột xoàn này với cái giá là $395 cho một viên. Quý vị nào muốn mua, quý vị nhắn tin qua em còn bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu cho quý vị. Cho nên là quý vị biết là công ty chúng tôi nổi tiếng về cái sản phẩm hột xoàn GIA, cho dù rất là nhiều người không thích điều đó, bởi vì đôi lúc họ nghĩ là họ có thể cạnh tranh với mình được. Nhưng mà Lâm Trùy nghĩ là cái cách cạnh tranh mạnh nhất để mà mình có thể cạnh tranh trong một công việc business là mình làm những gì nó trong khả năng của mình. Còn bây giờ mình cạnh tranh với một người như bây giờ Lâm Trùy mà nghĩ là cái ông Bill Gates ông giàu như vậy để mình cạnh tranh với ông thử coi.
tức cha này quá, sao mà trời sinh cha giàu ghê luôn, phải đi nói xấu con cha mới được. Cha này làm như thế này, nói xấu người ta nó không thay đổi được định mệnh cuộc đời quý vị. Mình làm hơn người ta thì nó sẽ thay đổi cuộc đời mình rất là mau và rất là vững. Cho nên là cái sự đi nói xấu người khác đó quý vị là một cái sự tồi bại trong cái cuộc đời này. Bởi vì mình chỉ dùng cái miệng mình nói mà mình không có cái hành động. Cho nên là một lần nữa làm trời muốn gửi đến quý vị cái collection hộp sàn GA này với cái giá là 395 đồng, hộp vàng nước Y, nước F. Quý vị có viên nào quý vị lấy viên đó. VS Clarity và rất là nhiều excellent ở trong đây quý vị. Em có cả chục cả trăm cái excellent trong đây, cho nên khỏi màng tới cái chuyện giới thiệu 3-4 cái excellent đó, nghe nó hơi bị nhàm đối với em à. Cho nên là hộp xoàn này thì quý vị nhắn tin qua em còn bao nhiêu viên em sẽ bán cho quý vị bấy nhiêu viên nha quý vị. Đó, quý vị nhắn tin qua số phone của em là 310-968-0577, 310-968-0577. Quý vị mua hộp xoàn với Lâm Trù Vĩ, đôi lúc quý vị ra tiệm á, hôm qua có cái chú này, chú vỗ vai anh Tim, chú nói chứ tôi nói cho anh nghe, tôi chưa bao giờ thấy tiệm nào bán hộp xoàn như anh. Vô mua hộp xoàn người ta đang đắn đo suy nghĩ, anh nói chứ chú cứ về suy nghĩ đi, hay là chú đi coi vòng trong Phước Đồng Thọ chỗ nào bán rẻ hơn chú mua, mà nếu mà chú cảm thấy chỗ con bán tốt, chất lượng cao chú trở lại ủng hộ. Chú nói chứ sao bán hàng vui vậy con, vui vậy sao bán hàng không thúc đẩy người ta mua. Cái mình mới ngạc nhiên, mình nói ủa tiền trong túi người ta sao mình thúc đẩy người ta mua được. Quý vị, tiền trong túi người ta khi nào người ta muốn mua người ta sẽ mua, nếu người ta cảm thấy chất lượng nó xứng đáng với đồng tiền người ta, không cần phải thúc đẩy ai mua hết. Cho nên là Lâm Trù Vĩ cảm ơn tất cả quý vị đã thấy được điều đó qua cách Lâm Trù Vĩ buôn bán hàng nha quý vị. À, mỗi viên hộp xoàn là 4 ly đến 4 ly 1, 4 ly 2 nha. Từ 4 ly, 4 ly lẻ 4, 4 ly lẻ 5. Nói chung là đối với em hộp xoàn 4 ly thì nó quá nhỏ bé để mà mình ngồi mình quảng cáo cái gì nó quá siêu sao về nó, rất là bình thường nha quý vị. Rồi cái này là xong cái sản phẩm này. Và bây giờ ok, đây có chồng bỏ vô cho em cái này ha. À, bây giờ Lâm Thủy muốn tiếp tục giới thiệu đến quý vị cái quý vị ơi, quý vị nhắn tin qua giùm em, đôi lúc cái phone của em bây giờ nó kín hết, em không có thể nào mà nhấc phone lên được, nhưng mà khi quý vị nhắn tin, Lâm Thủy sẽ đọc tin nhắn của quý vị và sẽ chốt cái đơn hàng cho quý vị rất là dễ dàng luôn. Và sau đây Lâm Thủy muốn giới thiệu quý vị một cái collection mặt dây chuyền độc quyền riêng của tiệm trong buổi chiều ngày hôm nay. Yes, 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 mẫu thiết kế độc quyền riêng của tiệm luôn. Ở trong đây em thấy có một con bi nó đang bay phải không? Con bi nó bay vòng vòng nha. Nói chung là có một con bay đó. À, nó bay. Nhưng mà quý vị thấy là Lâm Trù Vĩ làm việc, Lâm Trù Vĩ rất là tập trung, không một cái gì nó ảnh hưởng cái Lâm Trù Vĩ được. Mặc dù con bi đó nó xoay vòng vòng ở trong đây quý vị. Cái sự tập trung nó giúp cho mình có sự phát triển về trí tuệ đó. Đôi lúc chúng ta hay dễ mất tập trung trong đời sống lắm. Nhiều khi mình đi ra đường đúng không có chừng ai nói mình một cái gì đó làm cho mình dễ bị nản chí. Dù như ra đang đi mua hộp xoàn cái người ta nói chứ thôi đừng có mua để dành tiền đi, cái là cái bị nản. Ok, Nicky Trần nhắn tin qua. Hello anh Hùng Ngô. Quý vị, đây là mẫu thiết kế độc quyền riêng của tiệm giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay trong cái mẫu thiết kế mặt hàng bông hoa rực rỡ này, to gần bằng đồng 25 sen, đẹp không quý vị? Rất là đẹp. Dạ em cảm ơn chị Liên Nguyễn nha, chị cứ nhắn tin qua giùm em nha. Thì em nghĩ là nãy giờ là khách hàng nhắn tin chắc là cũng đã bán sold out hết rồi. À, cho nên nãy giờ những quý vị nào nhắn tin là em đã có tất cả số phone của quý vị. Quý vị nhắn tin vào là em sẽ đọc hết tất cả thông tin của quý vị. À, cho nên là quý vị nào, quý vị biết là công ty mình mua hộp xoàn GA á, ok, ok em. Cuối Trần thấy hộp mình, cuối Trần là người thấy em đi mua một sàn GA đó quý vị, gọi lên hãng một cái là em nói chứ cho em một cái lô hàng đó bao nhiêu tiền, em không cần biết là em mua cái gì trong đó quý vị. Em chỉ biểu họ là tôi muốn mua cái lô hàng đó bao nhiêu trăm ngàn đồng đó, gửi cho tôi cái gì cảm thấy rẻ đẹp là gửi cho tôi. Em không bao giờ em gọi họ là bị ô gửi cho tôi cái này trả giá, không bao giờ có chuyện đó khi em đi mua một sàn ở GA mà của những cái mà hãng hộp sàn họ bán hàng với em. Tại vì quý vị biết tại sao không? Em cho họ sự tin tưởng tuyệt đối, giống như là quý vị mua hàng với mình. Mình cảm nhận được cái nơi đó, thương hiệu đó họ đã bán cho mình. Họ biết cách nào giữ mình. Lâm Trù Vĩ biết cách nào giữ khách hàng. Nó rất là dễ dàng, cho nên là cứ mỗi lần mua hàng là rất là nhanh gọn quý vị. Biểu họ chứ hôm nay gửi cho tôi lô hàng đó, ví dụ như 800.000 đô la tiền hộp xoàn. Bạn cứ bỏ vào tất cả những cái gì cảm thấy tôi thấy nó tốt nhất, rẻ nhất để tôi có thể bán có lời nhiều nhất. Có chữ nhiều đó nữa chứ không phải không. Em bán hàng, em là không có như người ta mà gọi là bán hàng mà để mà thôi kẹt tiền rồi cái này người ta bán lại kẹt. Em có mấy câu chuyện đó quý vị. Em đời của Lâm Trù Vĩ không có những câu chuyện phía sau mà mình bán cái gì đó nó ra cái đó xong, chứ không có bán cái này người ta cầm đồ thôi bán rẻ lại, cái này người ta trả lại thôi bán rẻ lại.
cái đó là con người hay dễ bị lòng tham. Cứ chẳng có bao giờ nghe người ta bán gì cái mình tham không? Nói, em cái này á, bà người ta bán rẻ thì em mua lại rẻ đi. Đừng nghe mấy cái đó quý vị, nhìn cái gì là mua cái đó thôi, chứ còn câu chuyện phía sau là những câu chuyện nhảm. Đối với Lâm Trường Vĩ là nghe nó xạo lắm, cho nên nhiều người ta hay dùng cái đó tâm lý người khách đó, người ta hay lừa cho người khách, bởi vì người khách thấy mấy cái đó là thích lắm. Thì cái mặt dây chuyền này á ha, Lâm Trường Vĩ để đây cho quý vị, cái viên hột xoài này cũng đẹp lắm nè quý vị ơi. Cái viên này là 5.4 ly, cho nên là mình để cái mặt dây chuyền này bự trên đây cho quý vị đó. Quý vị nào thích cái mặt dây chuyền này, quý vị gọi vô cho Lâm Trường Vĩ ngay bây giờ. Xung quanh là những viên kim cương là 2.5 ly, 2 ly. Nó thiết kế thành một cái hoa rất là to, rất là rực rỡ luôn quý vị. Viên hột xoàn chính giữa 5.4 ly nước Y VS SI Clarity, vỏ thiết kế bằng vàng 14. Đây, cứ chần cầm này dùm em để em tính ra bài toán cho quý vị. Mẫu thiết kế đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay luôn nha. Ồ, một cái hoa đó quý vị thấy. Họ đi những cái hoa bọc xung quanh. Đó, giống cái hình thôi. Để đưa một viên kim cương 5 ly 2 hả? Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị mặt dây chuyền này là 2.650 đồng. Quý vị đi mua một viên hột xoàn 5 ly 4 thôi đã gần 2.500 rồi quý vị. Quý vị mua cái vỏ này không thôi nè quý vị, nhiều khi người ta bán cái vỏ này cho quý vị không thôi đó quý vị cũng hết gần 1.800, 1.900. Cái vỏ không thôi 1.800, 1.900 rồi quý vị. Quý vị đi mua vỏ là quý vị biết, quý vị không tin em, quý vị cứ coi cái vỏ hột xoàn là quý vị thấy rồi ha. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị mẫu này là 2.650 đồng. Đó, đẹp không? Đẹp lắm. Sang, thấy không? À, tất cả những viên hột xoàn GA gần như là sold out rồi nha quý vị. Sold out, khách chốt đơn sạch sẽ hết trên đây rồi, không còn viên nào nữa nha quý vị. Đó, tất cả những quý vị nào mà Lâm Trường Vĩ thấy trong đây thì Lâm Trường Vĩ thấy đi theo thứ tự, thì mình cứ bán theo thứ tự là cái lúc mà Lâm Trường Vĩ receive được cái text message nha. Rất là cảm ơn quý vị, coi như là sold out hết phần hột xoàn đó. À, và cái mặt dây chuyền này đây cho quý vị coi lại, 2.650 đồng phải không? Đây quý vị, Lâm Trường Vĩ muốn quý vị nhìn những cái sản phẩm đặc biệt này. Đây là sản phẩm độc quyền riêng của tiệm, mà quý vị nhìn lên cái mẫu thiết kế này nè quý vị. À, quý vị nhìn nó làm cái design, tất cả những viên kim cương ở đây rất là to, quý vị thấy to không? Mình đi là những viên hột xoàn 2 ly mấy đi thành cái cánh hoa, nó đi như cái đuôi con công á, nó làm rất là chi tiết, cho nên là khi mình để lên cổ của mình nè quý vị thấy nó đẹp không? Phải nói là rất là to và rất là sáng luôn. À, cái viên hột xoàn này 5 ly 4 thôi, nhưng mà để trong cái mặt dây chuyền này nhìn giống như là 6 ly đến 1 carat vậy đó. Quý vị nhìn nó rất là to, bởi vì mình đi cái chấu mình đưa lên cao nè. Đó, bằng vàng trắng 14K, rất là đẹp luôn. Có đóng dấu của thương hiệu tiệm luôn nha quý vị. Đó, mẫu thiết kế này là 2.650 đồng cho quý vị thôi nha. 2.000 thôi, bây giờ để này quý vị còn 2.500 thôi. 2.500 buổi chiều ngày hôm nay nha quý vị. Quý vị nào thích quý vị gọi vô ngay bây giờ. Số phone của Lâm Trường Vĩ là 310-968-0577. Một lần nữa, 310-968-0577. Quý vị nhắn tin qua mặt dây chuyền này cho Lâm Trường Vĩ. Em nghĩ là quý vị mua cái mặt dây chuyền này, quý vị đeo với tất cả những cặp bông tai, vòng, nhẫn gì nó cũng phù hợp hết. Nhưng mà nó lại rực rỡ, bởi vì cái cách mình thiết kế cái mặt dây chuyền này nhìn nó rất là lộng lẫy lắm, nhưng mà nó lại phù hợp với những cái mẫu thiết kế quý vị có sẵn. Lâm Trường Vĩ muốn quý vị làm sao mà mình, ví dụ nhiều khi quý vị có cái nhẫn rồi mà quý vị đi kiếm cái mặt giống như vậy nó khó, cho nên là cái mẫu này nó rất là phù hợp với những cái gì quý vị có sẵn trên thị trường. Bởi vì những cái mẫu thiết kế nhẫn hột xoàn thì nó đi cái vòng tròn, thì cái này nó cũng có cái vòng tròn xung quanh nha. Rồi, và bây giờ Lâm Trường Vĩ mời quý vị đến với một chiếc nhẫn nam. Ủa, chiếc nhẫn nam này để có Trần giới thiệu nè. Nhẫn nam là mẫu Italy, cũng là trong cái collection mới này của công ty mình, làm bằng vàng 14 mà nó đi hột xoàn xuất sắc luôn quý vị, rất là đẹp luôn nè ha. Hột xoàn bự không, hột xoàn 2.5 ly. Đẹp quá. Đó, quý vị thấy. Đây là những viên kim cương mà phải nói trắng và đẹp xuất sắc luôn, với những viên kim cương hình vuông. Đó, quý vị thấy rồi. Chiếc nhẫn nam nhìn rất là mạnh mẽ và vàng cũng nặng, em nghĩ chắc cũng phải 4-5 chỉ vàng á. Nặng lắm nha quý vị. Họ đi coi em coi là mấy đường, 1 2 3 4 5 6. 6 đường viền kim cương ở ngay phía trong. Đó là mỗi đường là 4 viên kim cương hình vuông, và dọc xung quanh á, đó là hai đường này là những viên kim cương tròn họ bọc ở ngoài. Rồi, trong cái mẫu cái nhẫn chưa nói giá tiền cho quý vị. Chưa. Cái nhẫn này Lâm Trường Vĩ để cho quý vị nam với cái giá là $1,400.
Quý vị biết cái nhẫn này, cái tiền vàng nó nặng lắm quý vị, $1,400 cái nhẫn này quý vị, mà đi vô trong tiệm thương hiệu mà nếu mà người ta bán cho quý vị cái nhẫn này nè quý vị, em nghĩ quý vị trả số tiền là trên $3,000 đó quý vị, trên 3.000 đồng nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Trên 3.000 đồng nha. Cái nhẫn này vàng không thôi đó quý vị, nặng là gần nửa ao, hơn nửa ao vàng, hơn nửa ounce vàng 14 màu trắng của Italy. Quý vị thấy đeo đẹp không? Rất là hay ha. Cái nhẫn này là một cái nhẫn mà ai, quý vị nam nào mà thích đeo kiểu mỗi ngày. Tất cả những viên hộp xoàn ở đây là quý vị là gần như 3 ly, 2 ly 7, 2 ly 8 lần đó quý vị. Quý vị thấy đẹp không? 2 ly 7, 2 ly 8, 1.600 đồng. Chứ em xin lỗi quý vị, $1,650. 1.650 đồng cho cái nhẫn hộp xoàn này. Tổng cộng mình đi ở đây là 3 carat kim cương và nạm hộp xoàn. Hộp xoàn này từ 2.7 VVS Clarity, nước E-Color, nhận Invisible bằng máy nha quý vị. Quý vị thấy cái thủ công sắc sảo lắm quý vị nha. Và quý vị nhìn ở bên trong nè, làm đẹp không quý vị? Rất là sắc sảo luôn. Đây, dòng sản phẩm luxury dành cho nam nha. Rồi, hello em nghe anh ơi. Mười bốn, dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Ok, bye anh. Dạ. Hồi nãy cái lắc tay đó quý vị thấy cái lắc tay hồi nãy không? À, xin lỗi, cái mặt dây chuyền hồi nãy, cái mặt dây chuyền hồi nãy đó, thì đây là sợi dây lắc tay đi cùng với mặt dây chuyền đó. Đẹp không? Cứ chần cho cái hộp đi, cho cái kéo của em đây. Em sẽ giới thiệu quý vị cái này. Ok, cái này là một cái sợi dây lắc tay. Cái kiểu thiết kế là gì vậy? Hình bông? Không biết hình gì đó quý vị. Đây, có chuyện giới thiệu này giùm em. Ủa, hay lắm quý vị. Họ đi những cái hình thiết kế là hình giọt nước đó, kết kim cương đó, những viên kim cương nhỏ kết lại trong cái những cái hình giọt nước này, và họ đi một cái vòng kim cương ở ngoài nữa, cho nên nhìn vào mình tưởng đâu là những viên kim cương giọt nước to đó, ở phía trong rồi đi cái vỏ ở ngoài, nhưng mà đây là những viên kim cương kết lại hết nha quý vị, cho hết một chiếc lắc tay này luôn đó, là những cái viên kim cương họ kết lại thành những cái hình giọt nước. Kết lại thành những cái hình giọt nước. Cái này bên kia tiền. Đây, cái sợi dây lắc tay này đó. Thứ Trần lấy cho cái sợi dây gắm cái này trong phòng của Trần. Cái này dây ở trong phòng. À, cái sợi dây này đi những cái viên giọt nước. Wow, đẹp không quý vị? Cái sợi dây lắc tay này quý vị đeo. Đây là cái kiểu mà quý vị thấy trong Cartier người ta làm đó quý vị nha. Tất cả những viên hộp xoàn này đi nhận Michael Pave, hộp xoàn 1 ly rưỡi, 1 ly 7, thiết kế thành những cái giọt nước nó đi chéo chéo lại vài với nhau. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị sợi dây lắc tay này là 2.950 đồng. 2.950 đồng thôi quý vị. Tổng cộng ở đây là mình có 8 carat kim cương quý vị. 8 carat hộp xoàn đã làm lên cái sợi dây lắc tay này, rất là độc đáo luôn. Quý vị đeo cái lắc tay này nè, quý vị mua một cái sợi lắc tay hộp xoàn mà khoảng 2 ly, 3 ly quý vị đeo thì nó cũng rất là đẹp. Nó là một cái kiểu traditional. Nhưng khi quý vị đeo cái mẫu thiết kế design này vào thì người ta nhìn, người ta biết là quý vị mua cái lắc tay này ít nhất cũng phải là 8-9.000 đô la, chứ không có rẻ hơn đâu quý vị. Nào, quý vị thấy đẹp không? Đó, đây, có chuyện giới thiệu này dùm cho em. Cái lắc tay này bằng vàng 14 và nó đi tổng cộng ở đây là gần 8-9 carat hộp xoàn đó quý vị nha. 8-9 carat hộp xoàn. Để em coi tổng cộng. Ô, xin lỗi quý vị, cái này là hơn 10 carat hộp xoàn. Hơn 10 carat tới 300 mấy chục viên kim cương lận quý vị. Sổ cái này không. Gắm lấy có cần lấy đâu nguyên sợi dây chứ. Đâu đấy. Đó. Họ, quý vị thấy không? Họ kết lại rất là nhiều kim cương cho một cái chiếc lắc tay giống như vậy, kim cương kín hết luôn. Đó. Thay vì mình đi với những cái hình giọt nước kim cương thì họ kết lại như vậy thì nó đỡ tiền cho mình. Đó, chứ nếu mà quý vị thấy không? Với những cái viên kim cương mà hình giọt nước mà to như vậy, khoảng 1 carat thì đây mấy chục viên như vậy, thì chiếc lắc tay này chắc cũng phải mấy chục ngàn. Cái này bao nhiêu tiền vậy hả? À, Lâm Trường để cho quý vị cái đó là 2.900 đồng thôi. Đó, quý vị thấy dễ thương không?
đẹp không? 2.900 đồng cho một chiếc lắc tay, đó, kim cương kết lại kính hết, hình giọt nước. Bây giờ đó, quý vị nào đang theo dõi trên TV, quý vị có một cái món hàng nào mà quý vị muốn mua, hay là một cái kiểu design nào quý vị muốn mua, thì quý vị cho Lâm Trù Vĩ biết nha quý vị. Lâm Trù Vĩ sẽ đem lên cho quý vị nếu mà mình chưa có đem lên. Em thấy có một số mẫu đẹp lắm nè quý vị. Lâm Trù Vĩ có cái mẫu này, cái viên hộp xà này GIA nước J Color 6.5 ly. Mẫu thiết kế này là một cái mẫu đi cái hoa, nhưng mà nó làm rất là gọn và rất là đẹp luôn quý vị. Nước J Color rất là sáng luôn nè quý vị. Đây, một viên hộp sàn GIA nước J Color, quý vị thấy nó chiếu không? Rất là chiếu luôn. Mẫu thiết kế mới của công ty luôn quý vị. Lâm sẽ bị coi coi nha. Viên hộp sàn này là wow, rất là sáng luôn quý vị. Nước J Color SI Clarity 6.50 ly luôn. Và hộp xoàn đi xung quanh là cái hoa. Và chiếc nhẫn này Lâm Trù Vĩ sẽ gửi đến quý vị giá là $6,800. 6.800 đồng cho một cái nhẫn hộp xoàn 1 carat mà có giấy chứng nhận GIA mà rất là sạch luôn quý vị. Nếu bây giờ Lâm Trù Vĩ cầm cái nhẫn này và Lâm Trù Vĩ đặt cái ống nhòm, cái này gọi là ống nhòm ha, cái gọi là cái lúp mới đúng, nhưng mà là em quen với là có cô khách của ra có gọi là ống nhòm. Cô là người Hà Nội, cô dùng những cái chữ rất là xưa. Trong cái văn chương của mình đó quý vị, nó cũng thay đổi theo cái thời đại. Có chừng có bao giờ lưu ý cái điều đó không? Rất là nhiều những người cổ xưa Hà Nội, người ta dùng những cái chữ rất là xưa. Và những người lớn lên trong Sài Gòn lại dùng những cái chữ mới của Sài Gòn. Và ở Sài Gòn cũng có những chữ rất là xưa luôn. Cho nên là khi mình nghe người ta nói chuyện, Lâm Trù Vĩ gặp một người khách đó quý vị, trong cái lời văn người ta nói chuyện, trong câu nói và cái chữ người ta dùng, mình có thể đoán được cái background của người ta rất là nhiều đó. Tại vì nó nói lên nhiều thứ lắm đó. Cái cô này là cô là người Hà Nội 36 phố phường. Cô kể chuyện về gia đình cô, có mình nghe mình biết ngay mà tại sao gọi là ống nhòm rồi. Em cầm cái này lên em nhìn đó, thì trong đây đó quý vị, nhìn nó rất là sạch, rất là sạch, không thấy cái tì vết gì trong đây nổi đâu. Wow, rất là tuyệt vời cho cái nhẫn này. 6.900 đồng, 6.800 đồng, một viên kim cương GIA trong cái mẫu thiết kế rất là đẹp nè quý vị, đẹp không? Cái thiết kế này nhìn vô đó quý vị, nó làm cho cái viên hộp xoàn nhìn nó nổi lên. Thì cái ánh sáng ở dưới cái viên hộp xoàn, thì như bây giờ Lâm Trù Vĩ cầm đây cho quý vị nhìn, cái ánh sáng ở dưới đáy của những cái viên hộp xoàn này, nó nằm sát ở dưới, nó có cái chiều sâu đi xuống, nó hỗ trợ cho cái reflection giữa ánh đèn khi nó chiếu vô cái viên hộp xoàn trọng tâm. Cho nên là khi mình nhìn vô một cái mẫu thiết kế đó, mỗi cái mẫu thiết kế nó có một cái unique, nghĩa là một cái sự riêng của nó, để nó hỗ trợ cho từng viên hộp xoàn. Là bởi vì chúng ta sẽ không có viên hộp xoàn nào giống viên hộp xoàn nào, mỗi viên hộp xoàn nó sẽ có một cái đẹp riêng. Mà nếu chúng ta biết cách dùng cái viên hộp xoàn không quá mắc tiền, mà chúng ta biết đặt nó vô trong đúng một cái vị trí, thì cái viên hộp xoàn đó nó sẽ tỏa sáng, và ai nhìn vào người ta cũng cảm nhận là ô, cái viên đó chắc là rất là mắc tiền. Nhưng mà đôi lúc chưa chắc là nó mắc tiền đến như vậy nha. Rồi, đây, chiếc nhẫn này với cái giá là 6.900 đồng, 800 đồng. Đó, 800, 900 mà là cứ miết vậy mà lộn hoài ha. Ok quý vị, Lâm Trù Vĩ muốn giới thiệu đến quý vị một cái collection mới này của công ty. Rất là nhiều quý vị đã nghe tới Black Opal. Black Opal đúng không? Thì ngày hôm nay Lâm Trù Vĩ nghĩ là quý vị sẽ đến với một cái bộ collection này để quý vị thử xem coi cái màu Black Opal nó đẹp như thế nào. Thì đây là một chiếc nhẫn công ty chúng tôi, phải nói là từ đây cho đến cuối năm quý vị sẽ lần lượt thấy những cái mẫu trang sức mà độc đáo này, và Lâm Trù Vĩ sẽ đem đến cho quý vị nhiều cái sự lựa chọn khác nhau, tất cả những viên đá màu đủ màu sắc đặc biệt. Thì bây giờ quý vị nào nghe tới Opal thì quý vị đã biết rồi, nhưng mà Black Opal thì chắc là không có mấy người hiểu được Black Opal. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chiếc nhẫn này. Wow, bây giờ quý vị nhìn trên màn hình rồi, quý vị thấy cái màu của nó màu gì nè quý vị. Wow, xanh, đỏ, cam, vàng, tím.
Quý vị thấy nó như lửa nó đang chiếu vô đó quý vị. Lửa ha. Nó gọi là fire opal, opal lửa. Wow. Wow. Con ba đẹp. Quá đẹp ha. Tại con ba thì quý vị biết rồi, con ba cái màu nó rất là đẹp. Vậy hả? Ừ. Rất là đẹp. Ở đây là những viên ngọc sàng này là 2 ly 2 mà VVS Clarity. VVS Clarity và chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 1.800 đồng. Nhưng mà Lâm Chủy để quý vị cái này còn 1.700 thôi. Cái viên này là chắc là cũng phải 7 carat đó quý vị, 6-7 carat đó. Quý vị thấy nó nhô lên đẹp không quý vị? Wow, 1.700 đồng cho chiếc nhẫn này. Đây, có cần giới thiệu cái nhẫn này ha. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta có hơn 400 mấy chục khách hàng đang theo dõi trên YouTube. Mình nhìn thấy màu, mình vô cái mình thấy màu xanh, đó, được cái đậm đậm lên. Mình thấy đẹp, dễ sợ. Kiểu giác cắt là Capatron á, nó u lên, quý vị thấy không? Đẹp không? Nhìn cái vòng kim cương. Cái màu, đó. Nhìn xa mình thấy, đó, nó đậm. Rất là hiếm có chiếc nhẫn opal giống như vậy. Quý vị nào mua chiếc nhẫn opal này rồi thì quý vị sẽ thấy là mình đeo, mình đang sở hữu một cái nhẫn độc đáo có 102 đó quý vị nha. Rồi đó, chiếc nhẫn opal quý vị nào thích, quý vị chụp lại màn hình của quý vị gửi qua cho Lâm Chủy đây, cho quý vị số phone luôn. Đẹp quá, rất là đẹp. Dạ hello cô, Vĩ nghe đây. Hello. Rồi, để cho cô chiếc nhẫn, cảm ơn cô nha. Dạ, rồi, thank you cô. Rồi, cô. Cô tên chi? Cô Xuân. Cô tên chi? Cô Xuân. Ok, quý vị, cái dây. Cái này là không phải bán cái dây mà em bán cái mặt. Nhưng mà cái mặt chưa xuất hiện cái sợi dây trước. Cho em cái... Ok. Cái mặt dây chuyền này Lâm Chủy nghĩ quý vị cũng sẽ hết hồn luôn quý vị. Wow, mẫu thiết kế riêng của công ty. Và quý vị mua thì quý vị sẽ thấy có cái đóng dấu của tiệm luôn trong đây. Để em đang đo cái viên ngọc sàng này bao nhiêu ly ha. Wow, gần 9 ly. Nó 2 carat rưỡi. Một mặt dây chuyền ngọc sàng 2 carat rưỡi. Mời quý vị nhìn lên màn hình. Đây quý vị, một viên kim cương màu champagne. Rất là lộng lẫy luôn quý vị ơi, viên ngọc sàng này đó quý vị. Đó, 2 carat rưỡi và nó nạm ngọc sàng, nó đi thành một cái vòng tròn và to bằng cái đồng 25 sen lận quý vị. Mà chính giữa là viên kim cương 8 ly rưỡi màu champagne, nghĩa là cái màu vàng như rượu champagne đó quý vị. Quý vị nào uống rượu champagne thì quý vị biết cái viên kim cương này là màu champagne ha. Cái viên ngọc sàng này rất là đẹp luôn quý vị ơi, nó màu nó đậm lắm luôn. Và nó là VS Clarity và vỏ thiết kế vừa vàng 18, vừa vàng 14. Nó đi thành những cánh hoa mà quý vị nhìn phía sau này họ làm xuất sắc không quý vị? Cái phía sau thôi nhìn nó cũng đã sắc sảo rồi phía trước. Và mặt dây chuyền này là 2 carat rưỡi, có nghĩa là nó trên 2 carat rưỡi, nó dưới 3 carat. Quý vị đeo lên cổ quý vị một cái mặt dây chuyền bự như vậy, quý vị nghĩ là ai cũng nhìn thấy đúng không? Không thể nào không ai thấy được. Và cái mặt dây chuyền này ngày hôm nay Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 6.900 đồng. 6.900 đô la. Quý vị muốn mua một cái, quý vị mua một viên hộp xoàn mà 1 carat đó quý vị. Quý vị thấy rồi, 1 carat mà GA, mà quý vị đừng có nói tới nước D, nước Y, mình chỉ nói nước J, nước K thôi là cũng là nhiêu rồi. 6-7.000 đô la mà 1 carat thì có 6 ly 3 thôi. Ở đây tới 8 ly rưỡi. Và nếu mà quý vị lấy sợi dây này thì sợi dây này là khoảng 1.100 nha quý vị. 1.000 đến 1.100 sợi dây Diamond by the Yore này nha. Rất là đẹp luôn quý vị. Đó, đẹp không? Cái mẫu thiết kế này là phải nói là đeo hàng ngày cũng được luôn. Mà chỉ có 6.000 mấy trăm đồng, 6.900 đồng. Còn sợi dây là 1.100. Rồi, vâng, để với cái mặt dây chuyền như vậy, 6.900 đồng cho một viên kim cương gần như 9 ly. Hello chị Tuyết, ok chị. To lắm.
với sợi dây chuyền diamond by the yard là 1,100 đồng nha quý vị. Cái mặt dây chuyền đó thì em nghĩ là quý vị nên đeo cùng với sợi cùng... dây này thì đi. Em nghĩ quý vị đeo cùng với cái quý vị đeo cái sợi dây này, quý vị đi đeo với những cái mặt dây chuyền gì nó cũng lộng lẫy đó. Quý vị đeo cùng với cái đồng hồ Rolex này, cái bộ hộp à nha. Đây có chân giới thiệu giùm vị nghe đây. Dạ. Rồi mình đến với cái chiếc đồng hồ Rolex nha quý vị. Mà nãy giờ một tiếng anh sold out rồi. Vậy giờ em cứ nhắn tin qua cho anh đi. Em chụp cái hình em nhắn tin qua anh sẽ check rồi anh sẽ cho em hay nha. Đó, cái mặt đồng hồ bằng vàng, màu vàng luôn. Vậy hả? Ok, đó. Để hồi anh sẽ check rồi anh sẽ cho em hay liền nha. Rồi đi một cái vòng kim cương bọc ở phía ngoài cảm này. Cảm ơn em nhiều nha. Đúng rồi, đúng. Nhìn cái đồng hồ đúng, đẹp ship lắm đi khắp nơi, đừng lo. Đây là cái đồng hồ của Nam nha. Rolex của Nam. Vậy hả? Em nhắn tin qua cho anh đi, nhiều khi bận quá anh không có nghe được á. Sorry em nhiều lắm. Mới kìa. Nhắn tin qua cho anh là anh sẽ đây check cho. Đây là những chiếc đồng hồ pre-owned nha quý vị. Rồi, thank you. Rồi, rồi anh sẽ check cho em biết liền. Pre-owned. Quý vị, nãy có cô này gọi nói chứ là nhiều khi gọi mà không ai trả lời hết chứ. Rồi gọi gì mà chậm quá, rồi có chị kia hôm qua cái anh này anh gọi em, anh nói Vĩ Vĩ có chị này trong tiệm của anh á, anh giới thiệu cho Vĩ mua đồ mà chị nói gọi Vĩ lâu quá thôi chị giận rồi. Giờ sao đây? Thì thôi bây giờ Lâm Trường Vĩ muốn giải thích quý vị nghe một cái điều như thế này nè quý vị. Khi mà quý vị nhắn tin cho Lâm Trường Vĩ đó, quý vị thông cảm giùm em để em giải thích về cái tình huống của Lâm Trường Vĩ là Lâm Trường Vĩ thì cái phone của em thì một mình em làm việc, quý vị, em không có một cái người trợ lý để mà trả lời phone giùm cho em. Cho nên là khi mà quý vị nhắn tin cho em á thì nhiều khi quý vị biết là Lâm Trường Vĩ cũng phải làm việc ở ngoài tiệm, rồi cũng phải làm việc với vendor và nó rất là nhiều. Cho nên Lâm Trường Vĩ có thể đọc tin nhắn của quý vị mà chưa kịp nhắn tin lại quý vị, có thể 1-2 ngày chậm trễ, thì quý vị cũng thông cảm giùm điều đó, chứ không phải là chúng tôi không muốn trả lời quý vị. Nếu mà Lâm Trường Vĩ làm công việc kinh doanh thì chắc chắn Lâm Trường Vĩ muốn bán món hàng đó cho quý vị. Nhưng mà đôi lúc cái công việc của mình nó Lâm Trường Vĩ phải biết mình phải lựa chọn cái gì nó quan trọng trước thì mình phải làm trước, cho nên là tin nhắn của quý vị Lâm Trường Vĩ sẽ trả lời sau. Nhưng mà có rất là nhiều quý vị giận, quý vị không được vui thì thôi em cũng rất là xin lỗi quý vị và cũng mong là quý vị thông cảm. Quý vị hiểu được cái điều đó thì Lâm Trường Vĩ cũng cảm ơn quý vị. Mấy bữa có cái cô này cổ ra tiệm em, quý vị, em kể quý vị nghe câu chuyện rất là vui. Cổ ra tiệm rồi cổ nói làm sao, cổ nói chứ là tôi gọi bao nhiêu lần mà không chịu bán cho tôi ha, tôi không lên được, tôi gọi mà không chịu bán tôi ha, ngày hôm nay tôi đi qua cái tiệm kia tôi mua. Khi mà cổ nói như vậy đó quý vị, Lâm Trường Vĩ thấy là đầu tiên á, cổ nói là mình cảm thấy rất là có tội, mình cảm thấy là mình hơi bị khó chịu là bởi vì mình không chịu gọi lại cho cô. Nhưng mà cô nói cái câu kế tiếp đó quý vị là bữa nay tôi ghét quá tôi qua tiệm khác tôi mua, rõ ràng là giống như là giữa mình với họ chưa bao giờ có cái connection. Nếu mà họ thật sự muốn mua của mình thì ngày hôm nay nếu họ đã lên được tới tận tiệm mình thì họ có thể mua ngay lúc đó, chứ tại sao họ phải nói là tôi ghét quá tôi phải đi qua tiệm kia tôi mua, có nghĩa là cái lòng của họ đôi lúc nó chưa phải là một cái gì đó nó rộng mở. Cho nên là chúng ta sống trong cuộc đời, quý vị, mình thả lỏng mọi thứ, chẳng có gì là vĩnh viễn và chẳng có gì là tuyệt đối, quý vị. Cho nên là khi mà chúng ta bực mình một cái gì đó mà nó không đáng thì thực sự nó không đáng. Cho nên là thôi thì Lâm Trường Vĩ cũng xin lỗi tất cả quý vị, nếu mà em chưa có trả lời lại cho quý vị cũng biết là nó cũng rất là khó xử. Tại vì một ngày nào đó Lâm Trường Vĩ có nhân viên hả, có ai làm trợ lý mà là kiếm trợ lý thì thôi khó quá. Thôi cái đồng hồ này Lâm Trường Vĩ sẽ để cho quý vị giá là 6,900 đồng, $6,900 nha quý vị. Cái đồng hồ này pre-owned, cái size này là size 38 hay size 36 gì đó. Đây có chẳng đeo thử nãy đẹp không, có chẳng đeo phải có cái nhẫn gì đeo, có nhẫn gì đeo chung luôn không? 6, cái này Lâm để cho quý vị 6,000. Wow, cái này 6,900 đồng thôi đó, 6,900 đồng. Tụi nghe đây ạ. Dạ, hello chị. Ok chị, rồi 6,900 đồng đó chị. Rồi, có gì mai ghé em nha. Cảm ơn chị. 1:30 đến 2 giờ nha. Cảm ơn chị. Dạ, dạ, bye chị.
Rolex bây giờ quý vị nó hiếm lắm quý vị, thật sự. Đó, đẹp không quý vị thấy đẹp không? 6.900 đồng. Sợi dây dài ra, do vậy em chị muốn dây nào, chị Minh ở Las Vegas nhắn lên lại giùm cho em nha. Cái đồng hồ là 6.900 đồng nha quý vị, 6.900 đồng đó. Sợi dây Diamond by Dior chiều dài là 14 và 18 inch, cô muốn cái nào con cũng có cho cô nha. 16 và 18 nha. Ok, hello cô Liên khỏe không? Rồi, và bây giờ nãy giờ là quý vị đến với chương trình cũng rất là tuyệt vời rồi quý vị. Nãy giờ có còn thiếu cái gì không? Nói tới cái đồng hồ thì em nghĩ chúng ta nên đến một cái lắc tay hột xoàn. Có cái lắc tay hột xoàn này vừa có được đây quý vị. 4 ly 2, 4 ly 3, 4 ly rưỡi. Sợi dây lắc tay này là đẹp không quý vị? Em chuẩn bị gửi đến quý vị giá là 7.900 đồng, 7.900 đô la nha quý vị. 7.900 đồng, ở đây là mình có bao nhiêu viên, cứ chẳng đếm thử coi. Cho chị hỏi đây, bông tay 1 cara mỗi bên bao nhiêu vậy em? Ủa, bông tay 1 cara phải không? Bông tay 1 cara là em có luôn, tí em giới thiệu. 28 viên, đây là những cái kim cương, phải nói nó rất là trắng và chiếu nha. Trắng, nó trắng, nó là SI thôi quý vị. Nói chung á, là khi quý vị mua hộp xoàn đó thì nó rất là trắng, nhiều những chiếu, cái dữ lắm. Quý vị có nhiều cách mua sắm khác nhau, quý vị có thể lựa từng viên quý vị mua. Thì nếu mà quý vị biết một cái cách mà ta bán một xoàn, ta thích nhất là ta bán cho quý vị từng viên, quý vị ta bán từng viên là ta lời từng viên. Thí dụ như bây giờ Lâm chuẩn bán cho quý vị một viên một xoàn, ví dụ như mình 500 thì mình sẽ bán cho quý vị thành 550. Nhưng mà khi Lâm chuẩn bán cho quý vị một sợi dây lắc tay nó lên thành phẩm như vậy, thì Lâm chuẩn chỉ tính tổng thể cái này là 10.000. Thì bây giờ mình chỉ cộng vô là 200 thì 10.200, thí dụ như vậy đó. Cho nên là mình mua như vậy là người ta tính cho mình chỉ có một cái phần tiền profit. Nhưng mà mình mua từng viên thì thông thường quý vị để ý đi quý vị, quý vị đi vô tiệm á, những cái tiệm hộp xoàn mà ta hay kêu quý vị là thôi để bạn mua từng viên, lựa từng viên mua, lựa từng viên mua. Bởi vì cái phần lợi nhuận nó rất là cao, người ta mới kêu quý vị làm điều đó. Còn nếu nó không có lợi nhuận cao, người ta không có bỏ thời gian ra mà lựa từng viên cho quý vị, đúng không quý vị? Người ta không ai làm cái gì không công cho mình. Giống như là gửi hàng đi cũng vậy quý vị. Quý vị biết có bao giờ là quý vị nghĩ ở nước Mỹ này hãng FedEx và hãng UPS hay là hãng Post Office, quý vị nghĩ người ta làm việc không công không quý vị? Quý vị thấy là hãng UPS và FedEx họ là tỷ phú của tỷ phú và tỷ phú. Nếu người ta gửi hàng đi không công thì người ta đâu có thành tỷ phú. Mà bây giờ cái tiệm hộp xoàn nào hay là cái tiệm bán hàng nào mà gửi hàng đi không tính tiền cho quý vị mà người ta được free của hãng FedEx hả quý vị? Không bao giờ có. Người ta trả tiền, người ta cộng vô tiền cho quý vị và người ta nói tôi không tính tiền free shipping cho bạn. Tiền free shipping đó có nghĩa là sao? Người ta đã cộng vô tiền trong giá phẩm cho quý vị rồi. Cho nên là nhiều quý vị hay complain với em là ô chỗ kia cho gửi hàng đi free mà. Không có gì free nước Mỹ này đâu quý vị. Đôi lúc tình cảm mình chưa cho free nữa mà đúng không? Mấy tình cảm đôi lúc mình phải đổi lại bằng vật chất hả? Right? Nên đừng bao giờ nghĩ cái gì free. Ok, trở lại cái lắc tay này bao nhiêu? 7.900 thì bây giờ cứ chẳng nói là bao nhiêu viên để em tính ra bài toán nha quý vị. 28 viên nha quý vị. Nếu mà 7.900 đồng là 7, đây là 4 ly 3, 4 ly rưỡi đó, 7.900 đồng mà trừ đi cái tiền vàng của sợi dây lắc tay là 2.100, cái tiền vỏ đó quý vị còn là 5.800 mà chia cho 28 viên, một viên hộp xoàn này có 207 đồng thôi quý vị. 207 đồng cho 4 ly 3, 4 ly rưỡi, 4 ly 2. Không còn gì để nói, quá rẻ luôn. Rồi, cái lắc tay nó xong rồi thì bây giờ Lâm chuẩn bị giới thiệu quý vị cặp bông tai hộp xoàn này, mỗi bên là 6 ly. 6 ly phải không? Ồ, 6 ly. Rất là trắng luôn đây, có chuẩn giới thiệu cặp bông tai này cho em đây. Quý vị nào mà thích hộp xoàn hồng, quý vị chuẩn bị nha quý vị. Lâm chuẩn bị sẽ đem lên cho quý vị collection hộp xoàn hồng rất là nhiều trong những cái ngày tháng tới. Cặp bông tai 6 ly và cái kiểu này, quý vị muốn mua 1 carat thì quý vị nói cho Lâm chuẩn bị biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị cặp bông tai này là nước E-Color VSSI 1, nghĩa là 6 ly cho mỗi bên, với thiết kế là 4 cháu nút vặn phía sau. Đẹp không? Cặp bông tai này Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị giá là
5.500 đồng. 5.500 đồng quý vị nào lấy quý vị gọi vô. Còn nếu mà quý vị muốn đi vô trong cái vỏ viền một xoàn nhỏ khoảng 1.5 ly nữa, Lâm chuẩn bị tính cho quý vị cái vỏ đó là 750 đồng. Nhưng quý vị 750 đồng đó, rồi bây giờ là 5.500 đồng. Đôi bông tai 6 ly nhìn như một cara, quý vị ơi, 4 cháu thôi, đơn giản. Nếu quý vị thích một cái vòng kim cương nữa giống như cái kiểu jacket, mua thêm cái vỏ gắn vào thì cho nó lộng lẫy hơn. Còn nếu mà đơn giản thì quý vị đeo cái đôi bông tai này lúc nào cũng được hết. 5.500 đồng cho đôi bông tai 6 ly mỗi bên nha quý vị. Tí nữa mình có gọt bông tai tới 4 cara lận. Đẹp lắm. Wow, nó trắng quá hả? Dạ, yeah, cái đó nó trắng. Trắng lắm nha quý vị, rất là trắng luôn. Ok. Nay là chúng ta có gần 500 khách hàng theo dõi trực tiếp rồi quý vị, con số rất là đông ha. Đôi bông tai này phải nói cái giá cắt nó đẹp lắm nha quý vị. Rớt rồi. Rất là đẹp luôn. Phải nói, nó phải nhìn nó thấy đẹp không? Đôi bông tai rất là đẹp luôn. Ok, chị này chỉ nói Lâm chuẩn bị cho chị coi cái mặt dây chuyền này Lâm chuẩn bị đeo. Hôm nay Quế Trần không có đeo cái mặt dây chuyền của Quế Trần này. Hôm qua có nhiều khách hàng á, nay gọi Lâm chuẩn bị nói chứ hôm qua ra tiệm thấy Quế Trần đeo cái mặt dây chuyền muốn hỏi mua mà ngại quá, thì cái mặt dây chuyền của Quế Trần á là 6.800. Quý vị nào muốn mua thì quý vị cứ nhắn tin cho Lâm chuẩn bị, mà em chỉ còn lại có một cái thôi à. Một mặt dây chuyền của Quế Trần thôi. Ok, quý vị cho em một cái hộ cái gì em để này lên cho quý vị ngắm cái này đi ha. Có cái hộp cái gì để lên đây. Ok, bây giờ nè quý vị, trong lúc này Lâm chị muốn giới thiệu quý vị một cái nhẫn hột xoàn màu vàng. Quý vị nào thích nhẫn hột xoàn màu vàng mà dễ thương được quý vị đeo hàng ngày không quý vị, thì đây sẽ là chiếc nhẫn kim cương hột xoàn oval nha. Đây, có chừng giới thiệu cái nhẫn hột xoàn màu vàng này đi. Wow, một cái màu vàng quý vị thấy không, một cái màu vàng nhạc mà họ đi. Nói thật nha quý vị, họ làm cái kiểu thiết kế này phải cũng lại là một cái kiểu thiết kế mà độc đáo đó. Nhìn mình tưởng từ xa, mình tưởng đồng viên kim cương rất là to. Ồ, cái nhẫn nó dễ thương quá ha. Nhưng mà thật ra một cái viên kim cương ở trong á, cái hình giọt nước nó gần như một cara thôi, mà họ đi với những viên kim cương bọc xung quanh đó, cho nên mình nhìn mình tưởng đâu 4 cara. Nói vậy thấy không? Cái nhẫn này bây giờ để đặc biệt cho quý vị, có chồng muốn biết giá nhiêu không quý vị? Lâm chuẩn bị để cho quý vị chiếc nhẫn này là 1.000. Cái nhẫn này là hột xoàn Fancy Yellow Diamond, viên hột xoàn này là hình oval. Chiều dài của viên hột xoàn này thì nó nhỏ thôi quý vị, nghĩa là nó khoảng 5 ly nha quý vị, 5 ly 1. Viên hột xoàn này là khoảng nửa cara. Đó, Lâm chuẩn bị gửi đến quý vị nguyên chiếc nhẫn này nè quý vị, mẫu thiết kế độc quyền riêng của tiệm, mẫu thiết kế mới. Và Lâm chuẩn bị muốn gửi đến quý vị chiếc nhẫn này cái giá là 1.650 đồng mà thôi. 1.650 đồng cho chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn Fancy Yellow. Giống như là một cái viên hột xoàn 5 ly thôi quý vị, mà đây là viên hột xoàn màu vàng rất là hiếm có. Và chiếc, ok, cảm ơn cô Cúc nha. Cảm ơn cô Cúc khỏe không? Cảm ơn tất cả quý vị. Bỏ ra mười mấy ngàn. 1.650 đồng. Quý vị nhắn tin liền cho Lâm chuẩn bị mẫu thiết kế hột xoàn màu vàng này. Số phone là 310-968-0577, 310-968-0577 nha quý vị. Rất là nhiều những cái sản phẩm trang sức hộp sàn màu công ty mình trong cái collection mới của thương hiệu mới, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị. Mà Lâm chuẩn bị rất là mong là quý vị từ đây cứ theo dõi chương trình mỗi buổi chiều ngày Chủ nhật, bởi vì sẽ rất là nhiều những cái sự bất ngờ cho quý vị về trang sức quý vị, những cái sự độc đáo trong trang sức, và nó rất là rẻ cho quý vị mua. Như chiếc nhẫn này quý vị thấy người ta bán cái vỏ nhẫn này không thôi 1.700-1.800 rồi quý vị. Ở đây luôn cái viên hộp sàn màu vàng nằm chính giữa luôn, mà natural color, natural Fancy Yellow Diamond nha quý vị. Và viên hột xoàn này màu vàng. Đó, quý vị nhắn tin qua cho Lâm chuẩn bị nha. Rồi bây giờ nè quý vị, ô đây nè, nãy giờ có rất là nhiều khách hỏi cái mặt dây chuyền của Lâm chuẩn bị, thì Lâm chuẩn muốn giới thiệu cho quý vị coi cái collection này nha. Đây, cái mẫu thiết kế này là cái mặt dây chuyền của Lâm chuẩn bị đeo. Quý vị thấy con rồng này người ta nạm kim cương đi vòng quanh hết nó luôn đó quý vị. Tận ở dưới đáy chân, cái chân của nó đây nè quý vị. Và nó bám vô cái viên ngọc trai, là một viên ngọc trai rất là đặc biệt quý vị. Viên ngọc trai này nó là từ một loại ốc màu đen.
rất là hiếm có. Quý vị nào mà chưa biết cái mặt dây chuyền này, cái viên ngọc trai này nó còn mắc hơn cả cái mặt dây chuyền này của Lâm Trừ Quỷ đó quý vị. Khi mà Lâm Trừ Quỷ đeo những cái mẫu thiết kế này mà đi vô trong những cái chỗ như là Mikimoto, người ta nhìn cái mặt dây chuyền của em là người ta biết là chắc là mình phải dư tiền đeo một xoàng lắm mới có thể đeo tới những cái mẫu thiết kế như vậy. Cho nên là quý vị biết là tại sao những người yêu trang sức đó quý vị, không phải lúc nào người ta cũng mua một xoàng bự bự người ta đeo, mà khi người ta đã dư cái tiền nhiều lắm rồi, bắt đầu người ta lên đến cái hàng mà mua những cái loại đá màu, những cái sự độc đáo. Cho nên là công ty mình có rất là nhiều những sản phẩm đặc biệt quý vị. Quý vị nào mà muốn tìm những cái mẫu đặc biệt, quý vị đến với công ty của em. Thì em giới thiệu những cái điều này để nói cho quý vị biết một điều là nếu mà Lâm Trừ Quỷ collect sản phẩm trang sức cho bản thân em mà nó đặc biệt như vậy, và những cái mẫu của em nó rất là đẹp quý vị, mình đẹp ở đây mình biết nó đẹp bởi vì mình ra đường những người mà trong ngành kim cương người ta nhìn sản phẩm của mình người ta cũng phải ngưỡng mộ, thì chắc chắn em không thể nào lựa sản phẩm xấu đem lên bán cho quý vị được. Cái điều đó là điều vô lý, đúng không quý vị? Cho nên là nhìn đồ của em, ít ra quý vị cũng cảm nhận được cái thị hiếu về cái taste của em trong cái cách lựa chọn trang sức, thiết kế trang sức và bán hàng trang sức nó như thế nào. Lâm Trừ Quỷ không phải là một người sống ở vùng thôn quê, em không bán hàng kiểu thôn quê luôn, cho nên là nó khác. Đôi lúc mình đi ăn á, mình lựa những người ở thôn quê ta nấu đồ ăn dân dã cho mình thích, đúng không? Bán kim cương quý vị đừng lựa những người thôn quê bán hàng cho quý vị, bởi vì không phải là mình nói cái gì hết, bởi vì cái thị hiếu của nó khác quý vị. Không thể nào quý vị có thể mua một mẫu trang sức cho một người bán trang sức mà không biết gì về trang sức, chỉ biết mua 5 đồng bán 5 đồng rưỡi. Cái đó là em chịu thua đó quý vị. Trang sức nó thuộc về luxury, sự dư giả, sự gọi là tiền mình không biết xài gì mới đến mua kim cương, mà tiền không biết xài gì, không biết làm gì nữa mới mua hộp xoàng để cất đó thôi. Bởi vì quý vị tại sao không? Quý vị đâu phải đi mua kim cương về để đeo hết đâu quý vị. Có rất là nhiều người ta mua kim cương về để ngắm, cho nên là cái ngắm đó nó tốn tiền. Cứ chừng cũng đâu bao giờ đeo kim cương đâu phải không? Lâu lâu cũng đeo ra nhìn, lâu ngắm nhiều chứ cái lần đâu có đeo. You never wear. Ok. Bây giờ Lâm Trừ Quỷ có nguyên một cái bộ, cái bộ này, cái nhẫn ruby dành cho nam. Có quý vị nam nào đang theo dõi chương trình mà quý vị muốn mua một cái nhẫn đặc biệt không quý vị? Trong cái này vô hết hồn luôn cái chân hả? Wow. Nhìn sao? Nhìn nhẫn này sao? Có nhẫn này là đeo vô một cái là bị ta chú ý liền á. Đây nè quý vị. Ok chị Julie, cái gì chị cứ ghé em nha. Cảm ơn chị Julie nhiều lắm nha. Quý vị nhìn chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này là Lâm Trừ Quỷ nghĩ nam nữ đeo được hết. Chiếc nhẫn đồng hồ Rolex nạm kim cương. Và kim cương gì mà nó chói chang dữ ha. Quá mệt luôn hả? Nhìn thôi là chóng mặt rồi quý vị. Wow. Hello Vĩ nghe đây. Cái đẹp quá ha. Hello. Đẹp lắm quý vị, cái vỏ. Dạ, Vĩ nghe. Dạ. Cái viên ruby đỏ thiệt là đỏ, quý vị thấy không? Ở mà kim cương này quý vị thấy hai bên không? Nó kính hết luôn, nó đi nhận theo kiểu pave đó, kính hết kim cương. Ok, luôn. Vậy chị nhắn tin qua cho em liền đi rồi em cho chị biết em đang có một viên ngọc xoàng 3 carat đặc biệt sale đó, với là một viên 5 carat đẹp lắm luôn, rồi em sẽ cho chị biết giá luôn nha. À, cảm ơn chị. Con chị này chỉ gọi em kể quý vị nghe, ngay sáng ngày mai em sẽ nhận được một viên hột xoàn gần 6 carat, giá rất là rẻ, rất là sạch. Quý vị nào muốn lấy viên hột xoàn đó, quý vị nhớ nhắn tin cho em sẽ cho quý vị biết giá. Rồi, chiếc nhẫn nam này, quý vị thấy cái vỏ này, có chừng thấy cái vỏ này, cái chừng đeo đẹp quá hả? Quý vị, Lâm Trừ Quỷ không có gắn cái viên hột xoàn vô, là anh chỉ để cái viên đá đỏ thôi, cứ chẳng biết tại sao. Gắn hột xoàn vô thì lúc nào gắn cũng được, cho nên là nhưng mà gắn vô thì nó mắc tiền quá, cho nên là quý vị nào mà muốn mua cái vỏ này với cái viên đá này quý vị đeo đỡ. Quý vị muốn thay vô màu xanh, Lâm Trừ Quỷ thay vô màu xanh cho quý vị. Quý vị muốn thay vô kim cương đen, em sẽ thay vô kim cương đen cho quý vị nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ chiếc nhẫn này cho em mượn lại đi, em không nhớ giá đâu. Cho em check lại cái giá cho quý vị ha. Rồi quý vị ơi, cái nhẫn hột xoàn này là đi Michael Pave mà đi sắc sảo lắm luôn quý vị, phải nói là đi rất là sắc sảo luôn. Wow, sắc sảo vô cùng luôn nha quý vị. Những cái viên hột xoàn ở đây đó quý vị là 2.5 ly, 2.3 ly mà là nước đi color VVS Clarity lận quý vị. Wow, chiếc nhẫn này được làm bằng vàng 18 và Lâm Trừ Quỷ gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với cái giá mà là 3.450 đồng.
3.450 đồng. Cái nhẫn này xuất sắc luôn quý vị. Ở vòng ở trên đây họ đi như là một cái mặt đồng hồ sòng baguette, nó đi thành cái vòng bezel của cái đồng hồ phải không? Rồi xung quanh là những viên hộp sòng 2.5 ly, 2.3 ly mà nước đi lận quý vị, rất là sáng, rất là sạch và được làm bằng vàng 18K nha. Nặng lắm. Chắc cũng phải 3-4 chỉ vàng đó, nặng. Đó quý vị nhìn lại đi một lần để em nhìn cho quý vị coi. Chưa thấy tượng ruby. Ok, Phượng Phan hả? Có thể giúp cho em biết là muốn tượng ruby gì, về Phật, ông Phật Di Lạc, tượng Đức Mẹ hay là tượng gì cho em biết nha. Nào quý vị nhìn cái mẫu này nè quý vị. Đó, quý vị thấy đẹp không? Rất là đẹp. Cái nhẫn này nó rất là dày, cái bảng nó rất dày dặn ha, hai bên hông. Mà tất cả quý vị thấy đây là R nè quý vị. R. Cái chi tiết làm ở đây là cái đẹp của chỗ những cái cách người ta nhận Michael Pave này. Đây là một cái kỹ thuật mới và quý vị thấy họ rờ xung quanh đây nó xuất sắc lắm nha quý vị. 3.450 đồng cho chiếc nhẫn này, rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ nói tới bông tai hay là muốn gì đây? Lâm Thủy có một cái lắc tay này. Wow, kiểu nhẫn halo đó hả anh Vĩ? Kiểu nhẫn halo đó anh Vĩ. Ô nhẫn gì vậy Ngân Lưu, cái gì nhắc lại giùm anh. Quý vị ơi, đây là một sợi dây lắc tay đồ hiệu Philippe Choriot. Đây là một cái lắc tay Philippe Choriot mà dành cho nam và nữ đều đeo, rất là đẹp. Lâm Chủ Vĩ đeo đẹp không? Chị Julie Nguyễn, được chị nhắn tin qua giùm em nha. Số phone của em là, nhắn tin qua em cho cái lắc tay đi, số phone là 310-968-0577. Một lần nữa, 310-968-0577. Cái lắc tay này đó quý vị, nếu mà quý vị vô trong thương hiệu, quý vị thấy ở đây nó khắc dấu nè quý vị, dấu của thương hiệu Philippe Choriot đây nè ha, bằng vàng 18 và tất cả những viên hộp xoàn này là đi pave, nó đi nhuyễn thôi quý vị, nghĩa là đi một ly mấy thôi. Quý vị nào mà biết những cái đồ hiệu thì họ làm những cái chi tiết của họ phải nói là vô cùng sắc sảo rồi. Bây giờ mình nói tới cái khóa ở đây có một viên đá sapphire màu xanh. Ai mà sinh nhật trong tháng 9 thì quý vị thích cái lắc tay này lắm. Cái lắc tay này đeo nó là một cái khóa đặc biệt nha quý vị. Đây là quý vị phải mở cái này xuống trước nè, bật cái này xuống. Ủa, coi bật nó đâu. Ok, bật nó xuống vậy nè. Đó, bật nó xuống vậy. Đó, thấy không? Bật nó xuống vậy ha. Rồi á, quý vị mới gài cái này vô. Quý vị mới để cái này là nó có cái cục tròn này nè. Đó, quý vị mới gài nó vô trong đây. Trời ơi, em cũng không biết gài nó vô làm sao. Ok, ok đây nè quý vị, đây nè em cho quý vị coi cái khóa này đặc biệt nè. Quý vị thấy cái này có cái lỗ không? Cái lỗ tròn không? Ở đây nó có cái lỗ tròn nè, đúng không? Đó, nó có cái vị này nè, đó, thấy cái lỗ này không? Quý vị phải gài nó vô trong đây, đút nó vô như vậy nè, nó phải vô nằm ăn khớp trong cái này đó, vậy nè. Đó, nó ăn khớp vô như vậy nè. Đó, cái viên sapphire nó sẽ nằm đây, rồi mình mới lót nó lại. Đó, mình mới lót nó lại như vậy, nó bật lại như vậy, xong. Rất là đặc biệt quý vị. Cái khóa này không thôi á quý vị, không dễ làm. Một cái mẫu trang sức mà quý vị nhìn cái khóa thôi là quý vị biết là à, cái này là đồ mắc tiền rồi ha. Nhìn cái khóa biết đồ mắc rồi. Rồi là, cái lắc tay này nếu mà vô trong Philippe Choriot đây nè, có chữ Philippe Choriot đóng đây nè nha quý vị. Cái lắc này là 8.000 đồng cộng với thuế má vô là cũng 7-8.000. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị sợi dây lắc tay này với cái giá là 4.000 đô la. 4.000 đô la cho sợi dây lắc tay này. Sợi dây lắc tay này cái trị giá của nó là gần 10.000 đô la lận quý vị. Vàng 18 nha quý vị, này bằng vàng 18, nó rất là nặng vàng luôn quý vị. Vàng 18, đồ này đồ của hiệu. Quý vị vô trong tiệm không phải Macy, ở Saks Fifth Avenue Nordstrom Bloomingdale là quý vị sẽ thấy sợi dây lắc tay này ha. Wow, gần 1 ao vàng. Wow, nặng vàng thì đẹp lắm. Đó, bây giờ nam hoặc nữ, nam đeo, nữ thích đeo bản bự. Đây là một chiếc lắc tay phải nói một cái thương hiệu. Đó, quý vị thấy rồi, rất là nhiều kim cương và rất là nặng vàng. Mà cái kiểu đó, đẹp lắm. Như một cái dây mình cái khóa này quý vị thấy không, có cái viên sapphire đây nè, nó ngộ lắm. Đó. Rồi 4.000 đồng cho chiếc lắc tay này. Ok,
Ok quý vị, sẵn đây Lâm chuẩn bị chia sẻ với quý vị một cái điều về FedEx quý vị. FedEx trong cái tuần vừa rồi đó quý vị, cái hãng mà shipping FedEx họ đang có một chút vấn đề về cái shipping của họ, cho nên là rất là nhiều quý vị trong tuần vừa rồi quý vị bị trục trặc về hàng. Cho nên Lâm chuẩn bị mong là quý vị cứ đợi đến tuần này Lâm chuẩn bị sẽ liên lạc với họ, tại vì tuần vừa rồi cứ chẳng biết là mình bị thêm một cái ngày lễ là Labor Day. Cái ngày lễ Labor Day nó làm cho cái hệ thống mà chuyển hàng của FedEx nó đang bị một số vấn đề rất là khó, là mình không hiểu vấn đề gì. Nhưng mà trong tuần này nha quý vị, cho nên là rất là nhiều những quý vị không được nhận hàng tuần vừa rồi, Lâm chuẩn bị rất là sorry quý vị. Và quý vị cứ từ từ, FedEx họ sẽ đang giải quyết cái đó cho tất cả mọi người. Cho nên là nhiều khi đó trong đời sống mình có những cái chuyện nó đến mình không biết cách nào mình giải quyết đâu. Và bây giờ Lâm chuẩn bị có một cặp bông tai. Cặp bông tai này rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đẹp chưa? Fancy Yellow Diamond. Đây, bằng vàng 14. Đây, Christian giới thiệu cặp bông này, bỏ vô cái khoang giùm em ha. Và Lâm chuẩn bị sẽ giới thiệu quý vị kế tiếp. Đây là một cái cặp bông tai hột xoàn mà là 4 carat. Giờ nằm ở đâu em cũng không biết nữa. Để đâu mất rồi. Ok quý vị, đây cái kiểu này nó đi là con bướm bướm, rồi nó treo dưới là hai cái hoa mai. Ok quý vị thấy cặp bông tai này đẹp không quý vị? Hai cái hoa mai này nó là màu vàng rực rỡ luôn quý vị. Ở trên đây là hai con bướm bướm nè, đây là con bướm bướm nè, đó chỗ này là con bướm bướm nè. Thiết kế rất là dài luôn, quý vị thấy dài không? Dài lắm luôn nha quý vị. Cặp bông tai này đó quý vị, Lâm chuẩn bị sẽ gửi đến quý vị giá là 2.300 đồng. 2.300 đồng. Quý vị biết là hai cái viên này đó quý vị, nhìn vô người ta tưởng cặp một cặp bông tai hột xoàn 2 carat. Cái viên hột xoàn màu vàng này nó kết lại nha quý vị, đây là không phải là một viên to mà nó kết lại bằng những cái viên hột xoàn khoảng 1.8 ly để nó tạo thành một cái cặp bông tai rực rỡ. Và hai cái chùm hoa mai này là những viên hột xoàn màu intense yellow, màu vàng đậm nhất của kim cương màu vàng mà quý vị có thể mua được nha. Cặp bông tai này nó quá là sang luôn quý vị. 2.300 đồng. Hôm nay quý vị thấy là những cái bông tai đông đưa, rất là nhiều cái kiểu thiết kế khác nhau. Đó, giống như đôi này, hai cái viên kim cương, đó quý vị thấy không, màu vàng. Đó, rất là đẹp. Đẹp quá ha, cặp bông đó. Đó, cặp bông này mà quý vị nào đeo là quý vị không cần phải bỏ ra số tiền mấy chục ngàn. Nổi cái khoen ở trên, nó vậy đi như một chiếc lá mà nhận. Đúng kim rồi. Cương bạc pave rất là đẹp. Đây nè, đó, Khối Trần nói chính xác. Đây là cái thủ công mình, nó là gọi là cái craftsmanship của những cái sản phẩm này. Nó xuất sắc lắm quý vị. Quý vị nhìn lên, quý vị thấy nó làm mềm mại không quý vị? Mềm mại, nhẹ nhàng không? Rồi đây là có hai con bướm bướm nhỏ nhỏ đây. Có hai con bướm bướm và phía trên đây nó đi pave cái khoen. Cho nên khi quý vị đeo vô tay của quý vị, cái sự di chuyển cái người của mình, nếu mà quý vị dancing múa hay là mình đi nhảy hay là mình bước đi thôi, thì cái sự uyển chuyển cặp bông tai này nó làm cho cái tóc tai của mình, khuôn mặt của mình nhìn rất là quyến rũ luôn. Và đó là cái điều đặc biệt của những cặp bông tai đông đưa, và tại sao rất nhiều người thích nó như vậy và rất là mắc tiền. Bởi vì tại sao quý vị? Cái chiều dài của cặp bông tai đông đưa nó rất là dài, nó tốn rất là nhiều hột xoàn và nó rất là mắc tiền. Quý vị biết cặp bông tai này, nếu mà quý vị vô trong Cartier quý vị mua, thì đừng bao giờ quý vị nghĩ cặp bông tai này dưới mười mấy ngàn, ít nhất mười mấy ngàn đồng. Đây là chỉ có 2.300 đô la. Quý vị nào thích cặp bông tai này, quý vị nhắn tin qua cho Lâm Chủ Vĩ ngay bây giờ ha. Rồi, cất cho em. Bây giờ Lâm Chủ Vĩ có cái nhẫn này quý vị ơi. Oh my god, nhẫn này nè quý vị, cái nhẫn này là một cái viên đá giống như là đá màu string mà người ta cắt thành cái kiểu giá cắt của hột xoàn. Cho nên là quý vị mua cái này giống như là Lâm chuẩn bị tặng cho quý vị cái viên đá này free, chỉ tính tiền cái này cho quý vị thôi. Quý vị mua là giống vậy đó quý vị, nhưng mà khi quý vị đeo lên cái độ chiếu của nó giống như kim cương vậy đó quý vị, nó lộng lẫy không quý vị? Wow, để mẹ tháo nhẫn ra đeo cho quý vị nhìn. Quý vị thấy đẹp chưa? Quý vị thấy cái kiểu này là một cái kiểu làm theo một cái hãng kim cương, nó The Graft là một cái hãng hột xoàn mắc tiền nhất trên cái thế giới này.
hãng The Grab họ làm cái nhẫn kim cương giống như vậy, họ bán mấy triệu đô la. Thì bây giờ cái nhẫn này người ta phỏng theo cái kiểu thiết kế đó bằng vàng 18 nha quý vị. Vàng 18 rất là to, chiếc nhẫn này nạm ở trên đây cái hộp xoàn mà đi thành cái vỏ này nè quý vị. Cái hộp xoàn trên cái vỏ này nè quý vị là gần 6 carat kim cương. 6 carat hộp xoàn, tất cả những viên hộp xoàn là 2 ly. Nước D color VVS Clarity được làm bằng vàng 18, 6 carat hộp xoàn cho cái nhẫn này. Wow, đẹp quá. Chiếc nhẫn này bằng vàng 18 và cái viên đá chính giữa là một viên đá màu, viên đá màu vàng. Nhưng mà nhìn cái cắt của họ làm giống như kim cương. Cho nên là chúng tôi bán cho quý vị chiếc nhẫn này, tặng cho quý vị viên đá này. Và chiếc nhẫn này Lâm Trù Vị sẽ để cho quý vị giá là 4.950 đồng. 4.950 đồng. Quý vị mua cái nhẫn này quý vị đeo đi thì em nghĩ là quý vị sẽ nổi bật trong một cái buổi tiệc nào đó. Quý vị đi một cái buổi đám cưới, quý vị đi một buổi tiệc, một buổi dạ hội, quý vị đeo chiếc nhẫn này vô thì em nghĩ là quý vị sẽ nhìn rõ. Wow. Ai cũng thắc mắc, người ta tưởng mình đeo viên kim cương á. Thì có quý vị ơi, nhìn giống như một cái viên kim cương nghệ Emerald Cut á. Nó đẹp như vậy nè. Thấy không? Lộng lẫy luôn. Dễ sợ. Nhìn giống như mình bỏ ra mấy chục ngàn đó quý vị. Và nữa 4.950 đồng. Wow, 4.950 đồng cho cái nhẫn đó. Nhẫn nó đeo đây nhá này cái, cho mượn sợi dây chuyền của em đeo lại để em đeo vô luôn. Wow, đẹp quá, đẹp không quý vị? Cái nhẫn này quá đẹp. Có chừng cầm cái hộp mà đựng cái dây chuyền của em nó nặng quá luôn quý vị. Có biết là cái sợi dây này của Lâm Trù Vĩ nè, hồi nãy em giới thiệu cái mặt mà quên nói tới sợi dây. Cái sợi dây này của Lâm Trù Vĩ nè quý vị, cái khóa thông cho quý vị nhìn cái khóa của em ha. Cái này là sợi dây, này sợi dây chuyền của Cartier. Quý vị nhìn cái khóa nào quý vị, cái khóa độc đáo không quý vị? Cái khóa rất là độc đáo, khóa Cartier. Cái sợi dây chuyền này không thôi Lâm Trù Vĩ mua là 22.000 đô la. Cái sợi dây không thôi bằng vàng thôi quý vị là 22.000 đô la. Chỉ có sợi dây thôi đó, quốc như Cartier. Cho nên là nói chung là mình thích thì mình mua thôi quý vị. Tiền có nhiều chị nói với Lâm Trù Vĩ chứ lúc này ngồi suy nghĩ hoài em ơi. Chị nghĩ hoài tiền xài sao cho nó hết em. Chị hỏi vậy đó. Chị nói không giờ để dành suốt cuộc đời rồi giờ xài sao cho hết. Chị ngồi chị nghĩ là chị nói năm nay chị 63 tuổi. Chị nói là chị sống tới 100 tuổi rồi chị sống được thêm 37 năm. Xài không biết sao cho nó hết. Cái mình mới nói chứ chị thử mua vài cái hộp xoàn để hết liền. Chị nói chị biết nhưng mà chị muốn xài từ từ rải rải thôi. Chị thấy chị xài mà rải rải chị xài chị nghĩ là tới 60 năm nữa mới hết tiền. Cho nên chị nói sống có thêm có ba mấy năm nữa mà tiền mình ngồi tính ra xài 6 mấy năm. Bây giờ chị phải chạy đua. Nhưng mà chị nói không dám lố bởi nó hết nhanh quá. Cho nên đó đôi lúc có những người ta sợ sống không kịp để xài hết tiền. Có quý vị nào giống vậy không? Ok, và bây giờ Lâm Trù Vĩ có cái cặp bông này. Lâm Trù Vĩ muốn giới thiệu đến quý vị cặp bông tai hộp xoàn này đó quý vị là 2 carat ha, 2 carat mỗi bên. Có cái nhíp không có chồng. Tại vì cặp bông này mình chưa gắn vô cho nên là mình phải đi cái nhíp cho cầm cái wow. 2 carat lẻ 5. Thấy thương quá ha, nhìn như hai em bé ha. Quý vị nhìn thấy thương quý vị, hai em bé. Đó, ôi trời nó rớt xuống rồi. Đây quý vị. Còn nhíp nào nữa để em cầm hai bên luôn. Hết hả? Nè quý vị. Đẹp không? Đó, đeo lên tai. Có nhiều khách hàng nói với Lâm Trù Vĩ chị thích đeo bông tai có 4 cháu. Còn nhiều người nói với Lâm Trù Vĩ chứ em làm những cặp bông cho chị nhìn vô ta tưởng 30 carat luôn đi. Có nhiều người thích, mỗi người một cái style khác nhau. Có nhiều người ra đường là muốn cho người ta nhìn vô là thấy hộp xoàn là chóng mặt luôn. Còn nhiều người nói thôi làm cho ta thấy vừa vừa thôi em, đừng cho người ta thấy chị khoe của quá. Cái mình nói trời chị có của, chị không khoe người ta cũng biết chị có của rồi, trừ khi chị không đeo thôi. Nên là quý vị đừng lo, quý vị đeo hộp xoàn là mình đeo cho chính mình. Ai nghĩ mình đeo thiệt, đeo giả, đeo tốt, đeo xấu kệ họ, họ chẳng có cái quyền gì được thẩm đoán và được đánh giá mình, đúng không? Cho nên là quý vị đừng lo, mình thích thì mình đeo thôi. Đó, đây nè quý vị thấy không,
cặp bông tai này hiếm có lắm quý vị. Biết tại sao hiếm có không? Quý vị đi mua một cặp bông tai một xoài 1 carat mà kiếm hai viên giống nhau đã là khó rồi, mà đây là tới 4 carat 10, khoảng 4 carat 10, 8 ly 5. Ừ, đem coi mấy ly này, có chân cầm giùm đi. Đó, cho có chân cầm thấy viên một xoài anh tay cả chục ngàn mà thấy anh tay như đồ chơi quý vị ha. 8 ly ha. Rồi thả ra, để lòng bàn tay đây mình thả ra, rồi cho mình mượn viên này luôn. Đây, đò. Rất là sạch luôn quý vị. Hai viên này là VS Clarity. 8 ly 8 ly 1 nha quý vị. Quý vị nào muốn lấy cặp bông tai này ngày hôm nay, Lâm Chùa Bị sẽ để cho quý vị giá rất là nhẹ nhàng nè quý vị. Cặp bông tai này 4 carat 10. Lâm Chùa Bị sẽ để cho quý vị cặp bông tai này giá là 19.900 đồng. Em nghĩ là quý vị nào muốn mua cặp bông tai học sàng 4 carat quý vị đeo, chắc là quý vị khó mà nghĩ là quý vị mua với cái giá chỉ có dưới 20.000 đô la. Bởi vì một viên hộp xoàng 2 carat này đó quý vị, có thể lên tới 40-50.000 đô la. Nhiều khi mua cái nhẫn hộp xoàng 2 carat mình cũng thấy nó nhiều tiền rồi đúng không? Mà đây là cả một cặp bông mà chưa tới 20.000 đô la, có nghĩa là mỗi viên chưa tới 10.000 đô la nữa quý vị. Rất là rẻ, và Lâm Chùa Bị sẽ không bán cái này riêng đâu quý vị, em sẽ bán chung như vậy. Còn nếu mà chưa ai mua, em chỉ thích để em ngắm cho nó vui thôi quý vị, rất là vui. Quý vị nào mà mua một xoàng giống em là quý vị, rồi quý vị đâu có đeo hết một xoàng của quý vị đâu. Nhất là những em trẻ, những em trẻ mà đang coi YouTube của Lâm Chùa Bị, em những em đó là chưa có nhiều kim cương đâu, là bởi vì đôi lúc em còn trẻ tuổi. Nhưng mà Lâm Chùa Bị chắc chắn nếu mà em sống mà cứ mua hột xoàng đều đều như vậy, khoảng 3 năm thôi em sẽ nhìn hột xoàng của em nó đầy cả tủ, và em chắc chắn cũng sẽ không thể nào đeo hết. Và áo kim cương như áo quần chúng ta đâu có đeo hết được đâu quý vị, nhưng mà chúng ta ngắm nó thôi. Đó nha, cặp bông này rồi đẹp lắm đó quý vị. Lâm Chùa Bị nói thật sự quý vị là đeo bông tai mà lên tới mà 4 carat như vậy không có mấy người có đâu quý vị, ít lắm đó. Mà có biết là Lâm Chùa Bị bán có những khi mình bán cặp bông tới 10 carat cho khách hàng. 10 carat. Trời ơi. Dạ. Hello Vĩ nghe đây. À, ok, để anh check anh cho em biết liền nha. Ok, ok, cảm ơn em. Rồi ok quý vị, đây em có cái nhẫn này. Cái nhẫn này kế tiếp đi cùng với cái đó luôn, 2 carat rưỡi. Wow, 2 carat rưỡi. Đẹp không quý vị? Đẹp chưa? 2 carat rưỡi, 8 ly rưỡi. Nhưng mà nó phải 2 carat rưỡi, nó 8 ly rưỡi mà nó chỉ có 2 carat thôi. Nước L color GA. Cặp bông hồi nãy nó không có giấy GA đâu nha quý vị. Tại vì nếu mà có giấy GA thì em sẽ giải thích quý vị có giấy GA, còn không có giấy, còn cái này có giấy GA. Cặp bông cái nhẫn này là 8 ly rưỡi nước L color, quý vị thấy đẹp không? Nhiều quý vị hỏi Lâm Chùa Bị chứ nhiều khi em giới thiệu cái nhẫn một xoàng ở nước K color, nước L color, cái quý vị ra quý vị cầm nhẫn lên quý vị nói chứ ủa sao nó hơi vàng quý vị, nó phải nước đi đâu mà nó hơi vàng chứ không vàng. Em khi mà khách hàng nói vậy em phải lời thẳng một câu là dạ nó rất là vàng. Tại vì nó phải nước đi mà mình nói nó trắng. Nhưng thế giới này không phải ai cũng đeo hột xoàng nước đi quý vị. Và thế giới này không phải hột xoàng nước đi mới là viên hột xoàng đẹp quý vị. Hoàn toàn sai. Viên hột xoàng này rất là đẹp. Quý vị nhìn quý vị thấy nó đẹp hay không? Rất là đẹp. Nhưng mà nó không đẹp bằng viên hột xoàng nước đi. Chứ không có nghĩa là nó không đẹp. Thấy không? Có nhiều người ra tiệm em á quý vị, mới vô cái mình đưa cái nhẫn hột xoàng ra hỏi có nhẫn nào 5K không, cái em đưa ra nhẫn 5K, cái em nói là cái viên hột xoàng này là nước K color. Cái này K color hả? Xấu. Không đeo, đeo K color. Đeo DEF thôi. Mình nói wow. Chị này cũng như là coi thường thế giới, nghĩ là ai cũng là tỷ phú, ai cũng là triệu phú, đeo hột xoàng khoảng 1 triệu đồng trở lên vậy đó. 5 carat là giờ cũng phải 500-600 ngàn rồi, có chẳng biết mà 500-600 ngàn chưa đụng tới 5 carat nước đi được mà. Chị này chắc chỉ nghĩ là tiền chắc nước quá. Cái mình hỏi chứ vậy hả chị? Wow, giờ chị đang đeo hột mấy ca vậy? Chị nói chị đeo 1K, chị đeo nước đi đó em, 1 carat nước đi. Mình nói họ hèn gì chị đeo có 1K được thôi, lên tới 5K chị chưa lên. Nên là nói như vậy đôi lúc khách hàng người ta giận, người ta nghĩ trời mình chắc là nói kiểu hơi chảnh chẽ, nhưng mà tại vì họ chưa hiểu kiến thức về kim cương. Khi mà mình hiểu rồi mình sẽ biết trân trọng tất
cả mỗi viên kim cương. Cho dù nó SI đi nữa, nó vẫn có giá trị của SI. Cho dù nó nước K color, nước L color, nước M color, nó đều có giá trị của nó. Thử nó lên 20 carat thôi quý vị, chưa chắc mấy người có thể khả năng mua viên hột xoàn nước M mà 20 carat à. Chưa chắc có khả năng đâu. Nói vậy đó cho quý vị hiểu là không phải là tưởng đeo nước vàng vàng là nó rẻ, không phải. Cho nên là đây là nước L. Viên hột xoàn này là 8 ly rưỡi nước L nha quý vị. À, quý vị nhìn cái bản vẽ của nó nè quý vị, rất là sạch luôn. Thấy sạch không? Rất là sạch luôn nha quý vị. Rất là đẹp luôn, viên hột xoàn này tuyệt vời đó. Lâm Trường Bị gửi đến quý vị nguyên chiếc nhẫn này luôn nè quý vị, nguyên chiếc nhẫn này luôn. Luôn viên hột xoàn này luôn. Quý vị mua viên hột xoàn này, thay vì quý vị phải bỏ ra số tiền là 2 carat rưỡi để quý vị mua viên hột xoàn này, nhưng mà viên hột xoàn này là 8 ly rưỡi mà chỉ có 2 carat, thì quý vị đeo viên hột xoàn nhìn giống 2 carat rưỡi mà mình chỉ trả tiền cho 2 carat thôi. Viên hột xoàn này cái giá là chỉ có 15.800 đồng cho viên nhẫn hột xoàn này. Và cái vỏ hột xoàn ở đây đi xung quanh là những viên hột xoàn 2 ly rưỡi, tuyệt đẹp luôn quý vị. Quý vị đeo chiếc nhẫn này là chỉ có 15.800 đồng. Và Lâm Trụy nói quý vị nghe là những chiếc nhẫn hột xoàn này giá mỗi ngày nó mỗi tiếp tục tăng lên nữa đó quý vị. Đây, quý Trần giới thiệu giùm em nha. Wow, trong. Hello, quý vị nghe đây. Mà nó chiếu, hỏi vậy thấy không? Nó trông giống như cái viên kim cương mà dạ, em có về rồi nha. Nó trông như vậy đó quý vị. Mà đẹp lắm. Đây là viên kim cương phải nói. Em nói cái giá cắt. Ok, cái độ chụp qua cho cô xem nha. Tuyệt đẹp luôn. Dạ rồi. Cho cái viên kim cương này. Rồi, rồi, rồi gửi qua liền cho cô My nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Thank you cô. Dạ, bye cô My nha. Dạ, dạ. Nước eo nhưng mà em vẫn thấy nó, phải nói nó trắng. Trắng. Đẹp, đẹp lắm cái viên kim cương này, khỏi chê. 8 ly rưỡi, 15.800 đồng cho chiếc nhẫn GIA. À, ok quý vị. Thấy không? Cái sự chiếu của nó. Đó, bây giờ nè, cái nhẫn này là đi với cặp bông 2 carat đó là hơi bự. Thật sự quý vị đeo cái nhẫn này á, thì quý vị chỉ mua bông tai 6 ly thôi. Cái cặp 6 ly hồi nãy nó sẽ đẹp hơn. Trừ khi quý vị đeo hột xoàn 5 carat, từ 5 carat trở lên thì quý vị nên đeo bông tai là 2 carat mỗi bên. Cho nên là cái nếu mà quý vị mà mua đó thì em cũng không recommend quý vị mua cặp bông đó nếu mà quý vị nhẫn quý vị đang đeo chỉ có 2 carat. Bởi vì nếu mà cái tay quý vị mà đeo cái hột xoàn có 2 carat trên tay mà quý vị quất cặp bông mà tới 4 carat thì cái nhẫn quý vị người ta nhìn người ta thấy nó nhỏ lắm. Uổng, đúng không? Mình làm cái gì cho nó đẹp cho mình, nó enhance cái đẹp của mình, cái giá trị của mình xài trên người mình, chứ mình đừng có làm nó giảm đi thì nó rất là uổng. Thì cái này là đi hợp với là cái cặp bông mà hồi nãy là 6 ly đó ha. Rồi bây giờ Lâm Trụy có cái sợi dây chuyền này mấy bữa là sold out quý vị ơi, và bây giờ trở lại nè quý vị. Ngày hôm nay trở lại cái mẫu này á, mình đi phía sau đó quý vị. Lâm Trụy đi phía sau là những cái viên hột xoàn nhỏ thôi ha, nhưng mà rất là sáng. Còn phía trước là mình đi cái viên hột xoàn này là 5 ly mấy lận rồi quý vị. Viên hột xoàn chính giữa là 5 ly mấy và cái này là 18, 19 inch gì đó em cũng không nhớ nữa. Cái này là 5 ly 2 và xung quanh là 4 ly nha quý vị. 5 ly 2 và 4 ly đó, cái sợi dây lắc tay, sợi dây cổ này. Đẹp không? Từ bự đến nhỏ. Rồi cứ chừng cho em cái này đi ha. Hay là cái này em cũng biết nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, nãy giờ là rất là nhiều quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay là có gần 400 mấy chục khách hàng theo dõi đó, rất là đông. Và phải nói là tuyệt vời lắm, quý vị thấy đẹp không quý vị? Đó, cái dây cổ này nè quý vị, 5 ly, ở chính giữa là 5 ly 2, xung quanh đây là 4 ly, rồi 3 ly 8, 3 ly rưỡi, 3 ly, rồi nhỏ nhất ở đây là những viên hột xoàn 1 ly rưỡi, 1 ly 8 nha quý vị, nhỏ nhất phía sau là 1 ly 8. Tổng cộng ở đây là mình có hơn mười mấy carat hột xoàn. Cái dây cổ này Lâm Trường Vĩ sẽ gửi đến quý vị giá là 7.500 đồng. 7.500 đồng nha quý vị. Hello chị Tracy, khỏe không chị? 7.500 đồng nha quý vị. Tổng cộng là mười mấy carat hột xoàn đó quý vị. Thôi bây giờ để cho quý vị này 6.900 thôi. 6.900 là một cái giá mà Lâm Trường Vĩ nghĩ là trong ngày khai trương cái mẫu những sản phẩm dây chuyền kim cương công ty mình có rất là nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đem lên bán cho quý vị mỗi tuần những mẫu thiết kế khác nhau. Thì cái dây này ngày hôm nay là cái viên hột xoàn rất là bự phía trước cổ quý vị, tới 5 ly, 5 ly 2, 5 ly 3. Rồi hai bên là 4 ly, rồi 3 ly rưỡi, 3 ly 8 lận nha. Đây. Nguyên sợi dây luôn, họ đi hết kim cương luôn mà chính giữa. Đó, họ cũng kết kim cương thành cái mặt dây chuyền luôn nha quý vị. Đẹp không? Đó. Rất là to, 5 ly 2 ngay chính giữa luôn quý vị thấy rồi.
ở một cái vàng kim cương ngay chính giữa, nguyên một cái vòng kim cương này nó rất là to mà đẹp. Đi yes. Thế cái sợi dây này với những viên kim cương nhỏ ở trên này 6.900 đồng. 6.900 đô la nha. Và trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, Lâm Trừ Bị muốn gửi đến quý vị thêm một cái mẫu thiết kế này cũng rất là đặc biệt luôn. Đây là một cái mặt dây chuyền quý vị ơi. Wow, ngày hôm nay là chương trình quý vị thấy rồi ha. Đây nè quý vị, đây là một mẫu dây chuyền rực rỡ hình trái lê. Lại là một viên đá màu vàng string và người ta cắt thành một cái viên giống như là cái giá cắt của kim cương. Và cái điều đặc biệt khi quý vị đến với công ty chúng tôi trong cái chi nhánh mới này, thì cái dòng sản phẩm mới này của chúng tôi là những dòng sản phẩm luxury về trang sức, có nghĩa là nó là thuộc về cái đồ cao cấp. Khi quý vị đeo lên người quý vị thì người ta nghĩ có thể là cái mẫu nó rất là mắc tiền, nhưng mà cái giá quý vị mua thì nó lại không quá mắc tiền. Đây em sẽ cho quý vị thấy cái sợi dây này. Cái dây này nó rất là lộng lẫy quý vị ơi, nó lộng lẫy lắm luôn quý vị ha. Tất cả những cái viên kim cương nằm ở trên cái mặt dây chuyền này là những viên hột xoàn khoảng gần 3 ly. Và đây là những viên hột xoàn nó đi tới gần 90 mấy đến 100 lẻ mấy giác cắt, đi vòng quanh cái vỏ này không thôi nè quý vị. Cái vỏ hột xoàn này nè. Rồi ở trên đây là đi một chùm hột xoàn để treo đông đưa, chính giữa là một cái viên đá màu vàng. Cái đá string này là khoảng 10 carat. Và cái mặt dây chuyền này xuất sắc lắm quý vị. Cái vỏ thôi đó, cái giá trị của cái vỏ không thôi nó đã là hiếm có rồi. Tất cả những viên kim cương này là nước đi color VVS Clarity quý vị. Và mặt dây chuyền này Lâm Trừ Bị gửi đến quý vị giá cũng rất là nhẹ nhàng quý vị ơi. 3.850 đồng. 3.850 đồng. Quý vị nghĩ quý vị làm sao quý vị mua một cái mặt dây chuyền như vậy được. Cái tất cả những viên hột xoàn ở đây là 3 ly nha quý vị. Khoảng 3 ly mà là nước đi color VVS Clarity mà nó đi tới gần 100 giác cắt cho mỗi viên kim cương đi vòng quanh cái vỏ này. Ở chính giữa là một viên đá string màu vàng, tuy nhiên người ta cắt nó thành một cái giác cắt rất là chiếu luôn quý vị, chiếu sáng trong suốt luôn. Và cái màu vàng của nó là vàng tươi, cái màu vàng rất là lạ luôn. Đây nhìn nói thấy không, giống lại một lần nữa giống như viên kim cương vậy á. Mà cái bảng to nha quý vị, một cái hình giọt nước rất là to, cái màu vàng quý vị thấy đẹp không? Rất là lộng lẫy luôn quý vị, lộng lẫy lắm đi. Đem cái đeo thử luôn. Hồi nãy đeo với cái chiếc nhẫn đó. Bây giờ em bỏ rồng em ra em đeo nè, quý vị thấy không? Đeo chiếc quý vị thấy nó long lanh không quý vị? Wow. Phải là lộng lẫy luôn đó quý vị ha. Đẹp lắm. Rất là lộng lẫy luôn. Rồi đây nè quý vị, số phone của em. Số phone của Lâm Trừ Bị, quý vị chụp lại màn hình bất kỳ sản phẩm nào. Số phone là 310-968-0577, 310-968-0577. Quý vị biết là quý vị đến với chương trình của Lâm Trừ Bị rất là nhiều. Quý vị ở xa, quý vị coi mà quý vị cũng nhắn tin với Lâm Trừ Bị là ồ, coi ở xa, không biết là mua như thế nào. Rồi đôi lúc có những người nói với kể Lâm Trừ Bị là trời, con của chị nó la, chị nói thôi đừng mua online, không biết người ta như thế nào. Thì Lâm Trừ Bị nghĩ như thế này nè quý vị. Trong cái cuộc đời của mình đó quý vị, nếu mà ai đó muốn lừa mình thì em nghĩ người ta lừa quý vị một lần mà thôi. Quý vị đi mua hột xoàn ở một cái tiệm nào, nếu mà người ta bán cho quý vị một cái nào đó người ta lừa quý vị thì chỉ có một lần người ta có thể làm được điều đó với quý vị. Nếu mà quý vị để người ta lừa quý vị thêm lần thứ hai đó không phải lỗi người ta nữa mà lỗi ai? Lỗi của mình, đúng không? Cho nên là khi quý vị đến với công ty chúng tôi, quý vị đắn đo không biết như thế nào, quý vị thử mua món hàng nào nhẹ nhẹ tiền thôi quý vị. Quý vị mua nhỏ nhỏ trước đi. Ha, mua nhỏ nhỏ trước rồi coi nó như thế nào. Bởi vì tại sao khi quý vị mua hàng của công ty của Lâm Trừ Bị đó, nếu quý vị nhận hàng mở hàng ra đeo không hợp, không thích, bất kỳ lý do gì, quý vị gửi trả lại ngay lập tức, gửi trả lại ngay lập tức trong vòng 3-4 ngày, quý vị không bị mất tiền gì hết. Từ tiền shipping thôi, shipping thì dĩ nhiên bắt buộc phải mất rồi đúng không, tại người ta gửi tiền gửi đồ cho mình mà. Cho nên là quý vị đi mua hàng mà công ty người ta có thể kiểm chứng và người ta bảo chứng cho quý vị điều đó thì em nghĩ là quý vị cũng cảm thấy tự tin một chút xíu, là bởi vì người ta cảm nhận đồ người ta đẹp, người ta mới làm điều đó cho quý vị. Còn nếu người ta cảm thấy đồ người ta xấu, ugly, người ta bắt quý vị cái này cái kia trả lại lỗ từ lưa dư hết. Công ty mình nhận hàng ngay lập tức mà quý vị cảm thấy chưa có hợp lý, quý vị trả lại không sao. Bởi vì tại sao Lâm Trừ Bị cũng như quý vị, Lâm Trừ Bị nghĩ là khi mình đi mua hàng online mình nhìn thì nó vậy á, mà không biết mình thử lên nó có được hay không. Nhiều khi Lâm Trừ Bị mua mấy cái áo quý vị biết không,
nhìn mấy người model đeo á, rồi nó đẹp gì đâu, có vì mấy đứa model, mấy người mẫu á, nó đẹp quá mà sao mình mặc vô mình thấy xấu ức liền, cái mình chê cái áo mà ai ngờ không phải, cái dạng người mình nó không đẹp như người ta, cái mình đổ thừa cái áo nó xấu, mà ai ngờ cũng cái áo đó mà sao ta chụp hình nó đẹp là bởi vì cái nó không hợp với mình, thì mình phải trả lại thôi. Chứ giờ người ta bắt mình mua mình thấy nó vô lý đúng không? Cho nên là quý vị thấy ở nơi nào người ta bắt quý vị mua đồ mà quý vị nhận hàng mà quý vị không trả lại được, quý vị đừng bao giờ mua đồ chỗ đó. Bởi vì chỗ đó người ta thấy cái đồ người ta ức liền, người ta bắt mình mua, người ta bán xong rồi người ta mừng quá, người ta chạy làng luôn. Còn công ty chúng tôi Lâm Chuỷ phát triển lớn mạnh bởi vì nhờ quý vị. Một người mua hàng em không giàu được quý vị. Quý vị nghĩ là em bán cái nhẫn 100 ngàn em lời nhiêu, quý vị cho đi em bán 100 ngàn lời 5 ngàn đi, 5 ngàn xài chút xíu nó hết rồi, ngày hôm nay tiền không bao nhiêu hết. Nhưng mà em bán được cho 500 ngàn khách hàng, mỗi người lời đồng, thì 500 ngàn khách hàng em có nửa triệu rất là nhanh. Cho nên là quý vị cứ an tâm thử, mình chưa an tâm, mình chưa biết, mình thử. Và mình thử rồi mình nhận thức và mình tìm hiểu. Cho nên là rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ cái niềm vui của quý vị với công ty chúng tôi, bởi vì mỗi ngày công ty càng phát triển là nhờ quý vị. Không có quý vị thì chắc chắn Lâm Chuỷ không làm gì được hết quý vị. Cho nên là Lâm Chuỷ muốn đem tất cả cái khả năng của mình, tất cả những cái gì, cái năng lượng gì mà em có thể để vô trong cái sản phẩm, và cái sản phẩm đó nó sẽ đem đến cho quý vị một cái niềm vui nào đó trong đời sống quý vị. Cái giá trị tinh thần của chúng ta là nó cao hơn vật chất, đúng không quý vị? Chúng ta sống không phải là vì cái áo mà làm cho mình hạnh phúc được, vì cái viên hột xoàn to hơn nó làm cho mình hạnh phúc được, không phải. Chúng ta phải có cái tinh thần, nhưng những cái vật chất đó nó giúp chúng ta trải đi qua một cái ngày dài, một cái năm dài, một cái đời sống mình nó được êm xuôi hơn, thì cái vật chất đó nó cũng có một giá trị gì đó, nó giúp cho đời sống chúng ta. Cho nên là Lâm Chuỷ lúc nào cũng bán kim cương như vậy, nhưng mà lúc nào Lâm Chuỷ cũng nói là cuộc đời này vật chất là vô thường, không có phải là cái gì hết, nhưng chúng ta cần vật chất để chúng ta có được những cái điều to lớn hơn. Cho nên là cảm ơn tất cả quý vị đã gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến với công ty, và Lâm Chuỷ rất rất là mang ơn tất cả quý vị. Cho dù quý vị chưa bao giờ là khách hàng mà Lâm Chuỷ coi, quý vị coi chương trình của Lâm Chuỷ, quý vị gửi những cái lời chia sẻ, những cái lời động viên, điều đó cũng đã cho chúng tôi một cái điều may mắn. Và những quý vị nào đã là khách hàng của công ty, đã đem đến cho công ty những cái lợi nhuận suốt bao nhiêu năm qua, một lần nữa rất rất là cảm ơn tất cả cái tình thương của quý vị cũng như là cái sự support của quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Thì tất cả quý vị nào mua sắm, quý vị cứ nhắn tin qua cho Lâm Chuỷ, số phone là 310-968-0577. Và một lần nữa quý vị nhớ đón xem cái kênh YouTube này của Lâm Chuỷ nào quý vị. Quý vị bấm vô là VBS đấu giá kim cương ngày thứ 3, 4, 5, 6 4 ngày một tuần. Quý vị cứ vô cái kênh YouTube là VBS TV vào lúc 5 giờ Cali để quý vị coi cái chương trình đấu giá kim cương. Quý vị thích món hàng nào, chụp lại màn hình, quý vị nhắn tin qua cho Lâm Chuỷ số phone này nha. Rất là cảm ơn và happy Sunday, happy middle of the week hả? Nửa tuần rồi hả? Hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chào tạm biệt.